Vâng, tín hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng với em hàng vừa về xong nhá. Rất nhiều những mã hàng mới hay gửi các bác luôn. Đấy, các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Đó, rồi. Mã hàng đầu tiên em lên luôn cho bác đó là cái bộ chổi quét bụi này. Đấy, các bác sử dụng mình quét bụi những phần ke kẽ này hoặc là các bác dọn ở trên ban bàn thờ. Đấy, những cái chỗ trên cao giờ. Đấy, nó rất là nhỏ gọn nha, nó sẽ gồm có một cái gầu hót rác và đi kèm là một cái cây chổi nhỏ nhỏ này để các bác dùng để các bác quét những cái bụi bặm trên ban bàn thờ rồi những cái chỗ ngóc ngách các thứ, vị trí trên cao, những cái chỗ khó. Đấy, các bác vận chuyển những cái các bác mang vác những cái chổi to thì các bác rất là khó làm, thì các bác mua cho cái bộ này về, nó rất là nhỏ gọn này, dễ dàng sử dụng mà rất là hay. Đó, mà giá nó bình dân, nó chỉ có là đi 30.000 một bộ thôi nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ chổi quét bụi nhá. Đấy, bộ chổi quét bụi. Chổi quét bụi dạng chổi mini các bác nhá. Chổi quét bụi này. Chổi quét bụi dạng mini. Giá của một bộ này sẽ là đi 30.000 một bộ nhá. 30.000 một bộ thôi. Người dùng rất là hay. Đấy, dọn dẹp ban bàn thờ, những cái chỗ nhỏ nhỏ này thì các bác sử dụng cái chổi đấy rất là tiện luôn. 30k một bộ nhé, bao gồm là một chổi và mối hót rác nha. Đấy là 30k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì bên em hàng vừa mới về xong đó là cái mã ủng đi mưa nhá. Lên mã giúp em sẽ ủng đi mưa. Đấy, đang vào cái đợt mùa mưa rồi. Đấy, miền Bắc các thứ cũng mưa rất là nhiều. Đấy, rồi là mưa phùn, mưa nồm ẩm rất nhiều, rất khó chịu các bác đi lại rồi. Đấy, rất cần cái đôi ủng nha. Đấy thì em về cái lô ủng đi mưa này và em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái đôi ủng đi mưa này. Lên mã thì em sẽ là cái đôi ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa, giá một đôi này hiện tại em đang gửi bác sẽ là 90k một đôi nhá. 90.000 một đôi ủng đi mưa này, về dùng rất là tiện luôn. Đây. Nó sẽ gồm là một đôi chân trái chân phải, về các bác sử dụng các bác xài. Đấy, các bác đi trực tiếp cái đôi ủng này vào cho em. Đó, rất tiện dụng luôn và rất là dài nhá. Cái đặc biệt là cái phần này nó rất là dài, cái phần cổ rất là dài. Đó. Thì về các bác mở cái cúc ra này, tháo cho em cái con khóa này ra. Đấy, tháo khóa này ra, sau đó các bác đi vào. Đấy, và nhiều bác hỏi là cái khóa này thì không lo ngấm nước không, thì yên tâm nhá. Ở đây trong nó có một cái lớp nữa rồi này. Đấy, nên là các bác đi thoải mái nhá, không lo nó ngấm nước đâu. Đấy, cái khóa này thì gọi là chỉ là nó siết cho nó chặt vào thôi, còn bên trong nó còn một lớp nữa cơ. Đấy, nên các bác đi thoải mái. Phần đế dưới thì có phần chống trơn trượt này, các bác đi cho em thoải mái luôn. Đấy, thậm chí là bác nào chân nhỏ thì mình có thể là luồn cả giày vào các bác đi cùng được luôn. Đấy, rồi là có cả cái phần đai siết các nhá, đai cái vòng siết này. Đấy, các bác siết vào đây cho đi cho nó chặt chẽ hơn này, rất ok luôn. Đấy, một đôi chân trái chân phải thì các bác đi vào chân nhá, đặc biệt là trong cái giờ mưa giờ gió, đi nước đi nôi, đi mưa gió các bác hay phải đi chợ đi búa, các bác hay phải đi ngoài trời nhiều. Đấy, trời mưa trời gió các bác mua cho em đôi này rất hợp lý luôn. Giá hiện tại em đang gửi một cái đôi ủng đi mưa nha là 90k một đôi nhá, 90k một đôi. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Tới mưa mà có em này thì đúng là chân lái không gì bằng các bác. Một đôi ủng đi mưa có khóa kéo và chốt cài, không lo bị thấm nước vào bên trong các bác. Có bo chun ở phần cổ nên nó không bị lỏng lẻo như các cái đôi ủng bình thường mà còn giữ ấm được nữa. Đi những hôm trời mưa thì đỡ lạnh chân, đỡ ướt giày mọi người ạ. Đấy, thấy không? Để ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đấy. Tới mưa mà có em này thì đúng là chân đấy, thấy thực tế nhá. Đấy, có cả phần chun cài đai siết các thứ đầy đủ hết luôn này, rất tiện dụng luôn, đi cực kỳ là chặt chẽ nhá. Đấy, các bác đi trời mưa trời gió thoải mái, rồi là những cái chỗ bùn đất các thứ là các bác lội thoải mái vì cái phần đế chân nó chống chân trượt. Thiết kế đế ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, thì các bác có nhu cầu về cái mã hàng này thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là ủng đi mưa. Hiện tại em đang gửi bác giá một cái đôi ủng đi mưa này là 90k một đôi nhá. Đấy, đi vào rất là chặt chẽ, ok luôn, 90k một đôi. Đó, rất đẹp, chắc chắn, dày dẫn luôn. Đây, 90k một đôi, về các bác chỉ việc sử dụng mà các bác đi thôi. 90k một đôi ủng đi mưa nhá. Sản phẩm tiếp theo thì cũng vào thời tiết mưa gió này thì bên em tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng áo mưa Honda nhá, hàng thanh lý của công ty Honda rất xịn sò luôn. Đấy, thì một chiếc áo mưa Honda này giá thì rất là bình dân, chỉ có 30.000 một cái thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái áo mưa Honda nhá. Áo mưa Honda. Đấy, giá tại em đang gửi bác là 30k một cái áo mưa Honda nhá. Chỉ có 30.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy. Con này thì nó là dòng áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng từ trước về sau. Đấy, các bác đi xe đạp xe máy đấy, mình nó rất là nhỏ gọn, mình vứt trong cốp một vài chiếc rồi. Đấy, vạ ra ví dụ như chẳng may nó có trời nó mưa cái mình có cái mình xài luôn, rất tiện dụng luôn. Đó. 30k một cái nhá. Giá siêu hạt rẻ luôn.
đây khi mà mặc lên nó sẽ nhảy, để con nhìn này, đấy, nó sẽ nhảy đó, đằng trước đằng sau này rất ok luôn, to tát chắc chắn dày dẫn nhá. Đó các bác mua về sử dụng này, đi xe đạp xe máy các thứ xem ok luôn đó. Nói chung là làm một chiếc áo mưa dự phòng là rất ok, mình vứt ở trong cốp có khi ví dụ cần cái là mình có cái mình xài luôn nhá, 30k một cái nhá, giá nó rất là bình dân thôi. Đây đấy, thực tế người mẫu đeo đây có nhá, đó 30k một cái áo mưa Honda này, 30k một cái, giá rất là rẻ mà rất là hay. Sau đó tiếp theo thì em lưu cho bác mã hàng đó là cái cây cạo lưỡi này. Nhiều bác hỏi em cái mã cạo lưỡi thì bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng nó tiếp tục lại về này, cây cạo lưỡi nhá, giá thì bình dân thôi. Bên em đang gửi bác một cái cây cạo lưỡi này, giá sẽ là 20k một cây nhá, về các bác dùng để vệ sinh phần lưỡi nhá, vệ sinh cạo lưỡi rất là sạch sẽ ok luôn. 20k đấy, 20k một cái cây cạo lưỡi này. Đây hàng nó đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nha, đựng trong chiếc hộp rất là xinh luôn đó. Thì đây hộp đây, còn bên trong thì là cái cây cạo lưỡi nhá, đó thiết kế rất là kỹ càng chu đáo luôn. Đó đây, về các bác sử dụng, mình dùng chuyên dùng để cạo lưỡi nhá, đấy, chuyên dùng để cạo lưỡi vệ sinh lưỡi cho đó, chuyên dùng để cạo lưỡi vệ sinh lưỡi rất là xịn sò ok, mà giá nó bình dân nó chỉ có 20.000 thôi đó, đựng trong một chiếc hộp đẹp nha, có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, rồi các bác mua về sử dụng được luôn đó. Cạo lưỡi 20k một cây, cái này các bác dùng thì nó bền, dùng nó bền nó yên tâm đó, và sạch sẽ đấy, bằng inox nên dùng nó sạch sẽ ok đó. 20k một cây nhá, đựng trong chiếc hộp đấy, các bác mang đi du lịch đi chơi cũng rất ok luôn. 20k một cái cây cạo lưỡi này, 20k một cây nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bấm tay ví hồng đấy, em báo giá luôn, bộ này hiện tại em gửi bác giá sẽ là 60.000 bộ nhá, 60.000 bộ. Bộ này thì về các bác sử dụng cả gia đình nhà mình luôn. Đây một bộ bấm tay thì sẽ bao gồm là các sản phẩm ví dụ như là đầu bấm móng tay này đấy, rồi là có kìm cắt lấy da chết này đấy, rồi là có rũa mài zip này, nặn mụn này, đầy đủ lấy dây tai đầy đủ luôn. Nói chung là cái bộ này các bác sử dụng cho cả gia đình nhà mình luôn, nam nữ này, rồi là đàn ông đàn bà, trẻ con người lớn đều dùng hết luôn nhá. Nói chung là dùng cho cả gia đình nhà mình luôn, là một bộ này là 60.000 nhá, đựng trong một chiếc ví rất là đẹp luôn, là 60k một bộ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng nhá, bộ ví hồng nó chỉ có 60.000 thôi mà về dùng đa năng đấy, đặc biệt là các bác mua về tặng bà xã cho chị em phụ nữ thì bộ này rất là thích luôn đấy, về dùng các bác phụ nữ về làm neo làm móng bộ này rất là ok. 60k một bộ nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng đó, đang gửi bác là một bộ đầy đủ full, một bộ này là 60k, về xài cho cả gia đình nhà mình xài, ai cũng có thể xài được bộ này luôn nhá, 60k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ tô vít xanh này, bộ tô vít xanh 32 chi tiết nhá, 32 chi tiết này đó. Đây một bộ tô vít sẽ gồm có đầy đủ là các đầu vít này đấy, hơn 30 đầu vít này, rồi là có cả một cái thân tô vít này, một thân tô vít và một cái thanh nối dài nha, một cái thanh nối dài. Đây thì về các bác xài thì các bác lấy trong cái phần thanh này ra này đấy, các bác kéo này xuống này, ấn nó vào này đấy, thì cái này nó có cả khớp luôn nhá. Đấy, có cả khớp để các bác điều chỉnh cái kiểu các bác muốn xoáy nhá. Và đây các bác lấy cái đầu vít này cắm nó vào đó, và các bác sử dụng các bác xoáy thôi đấy, xoáy những cái đồ vật đồ gia dụng có thứ nhà mình, rồi anh em thợ thuyền dùng bộ này cho em rất hợp lý luôn đó. Đây gồm rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá, từ ba ke này, rồi là lục giác này, hoa thị này đấy, rồi là chân dẹt, có đủ cả luôn đấy. Nói chung về các bác xoáy hầu như là tất cả các loại ống vít bây giờ hiện tại trên thị trường luôn nhá. Đó, đầy đủ là một bộ này là 30k bộ thôi, chỉ có 30.000 thôi nhá. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ vít bộ tô vít xanh hoặc là tô vít 32 chi tiết nhá. Đấy, 32 chi tiết này. Đấy, V32 cũng được. Đó. Giá của nó một cái bộ tô vít xanh V32 này chỉ có 40.000 một bộ thôi nhá. 40k một bộ thôi. Giá rất là rẻ bình dân luôn. Lên mã em sẽ cái bộ tô vít xanh. Tô vít xanh này. 32 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là đi 40k bộ nhá, 40k bộ. Đó, mới nguyên hộp này luôn, 40k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó cái đệm ghế silicone này. Về các bác dùng để ngồi ghế hoặc là các bác hay lái xe ngồi văn phòng. Đấy, các bác muốn êm thì các bác mua cho cái đệm này về. Đấy, thì một cái đệm này bao gồm là một cái đệm này bao gồm là cả một cái vỏ bọc bên ngoài, dùng rất là tiện luôn. Cái này thiết kế theo cái dạng là lỗ tổ ong. Nên là khi mà các bác sử dụng ấy, đấy thì nó sẽ ngồi thì các bác sẽ thấy là cảm giác là phân tán lực rất đồng đều, ngồi cực kỳ là êm luôn. Đấy, thậm chí là các bác có thể là vò này, các bác vò này, các bác thả cái này về bình thường luôn, rất là tiện dụng nhá. Đấy, rất là hay luôn. Đây đấy, thiết kế những cái lỗ tổ ong đấy, ngồi phân tán lực, ngồi cực kỳ êm luôn, ngồi không lo nó bị nóng mông nhá. Đấy, sử dụng thì sẽ có đi kèm là một cái vỏ bọc này nữa các bác nhá, cả một cái vỏ bọc bên ngoài. Đấy, thì cái vỏ bọc này các bác có thể tháo rời ra để các bác có thể giặt rũ này đấy, về
các bác hay ngồi văn phòng các thứ ngồi nhiều này, đấy, ngồi nhiều là hay bị nóng mông các thứ rồi, bây giờ là ngồi hay đau lưng thì các bác mua cho em cái này về, hoặc các bác mua về mình giải cái ghế thì mình ngồi hàng ngày cũng được, ok luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đệm ghế nhá, cái đệm ghế silicone, giá hiện tại em đang bán một cái đệm ghế silicone này với mức giá là đi 80k một cái nhá. Lên mạng em sẽ cái đệm ghế silicone nhá, đệm ghế silicone giá sẽ là 80k. Đấy, 80k một cái đệm ghế silicone này chỉ có 80.000 thôi, về dùng rất là hay đó, đi kèm là cả một cái bao đựng này luôn nhá, 80k một cái đó. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Alo alo, hôm nay mình sẽ review một sản phẩm cực kỳ cần thiết cho dân văn phòng, người hay ngồi ô tô mà đặc biệt bác nào bị trĩ thì dùng đảm bảo phê luôn nha. Đây gọi là đệm lót ghế ngồi 3D thoáng khí, để khám phá xem bên trong đệm có cấu tạo như thế nào mà nó mềm mềm dẻo dẻo như này nhá. Để mở ra xem bên trong có gì nào. Wow, màu xanh rất là mát mắt, bên ngoài là vỏ đệm, mặt trước là vải thoáng khí, bên dưới là lớp chống trượt. Đệm 3D được làm từ gel silicone, hèn gì mà thấy nó mềm mềm, dẻo dẻo sờ rất là thích, mát lạnh luôn. Cấu trúc tổ ong nên thoáng khí khi ngồi nè. Các bạn có thể xem độ đàn hồi của nó nha, ném như vậy mà nó vẫn bật nguyên về như cũ. Cấu trúc tổ ong như vậy giúp phân tán áp lực khi ngồi và lưu thông không khí được tốt hơn, phù hợp lót với nhiều loại ghế, đặc biệt là những cái loại ghế cứng cứng như thế này nè, ghế văn phòng hoặc ghế ô tô không được êm ái một chút nào. Ngồi vào có sướng gì đâu ấy, êm ái rất là thích. Tôi là tôi ưng em này ngay từ cái nhìn đầu tiên nè. Với thiết kế của đệm 3D như vậy, nhìn khi ngồi em này giúp chống trĩ, bảo vệ cột sống, chống thoát vị đĩa đệm, ngăn ngừa mồ hôi và ngồi rất là êm ái. Em đệm này thì có khả năng chống thấm nước tuyệt đối, phục hồi hình dạng ban đầu ngay lập tức, mặc dù có bị kéo, vò, ném hay đè lên thì cũng không có bất kỳ biến dạng nào nha. Vì vậy, đệm rất là dễ cuộn nhỏ, mang theo sử dụng và dễ dàng được làm sạch bằng nước. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, thực tế về sản phẩm nó rất là mềm dẻo này, rồi là silicone đàn hồi này, ngồi rất là êm, ngồi thoáng khí khi ngồi này, phân tán cái áp lực ngồi tốt này, đấy, khi bác ngồi rất là dễ chịu luôn. 80k một cái nhá, 80k một cái đi kèm vào cả một cái bao đựng này luôn. Lên mã em sẽ cái đệm ghế silicone 80k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác cái lô, đó là cái túi thể thao nhá. Lên mã em sẽ là cái túi thể thao này. Đấy, cái túi thể thao để các bác hay chơi thể dục thể thao, các bác hay đạp xe này, đấy, chơi thể dục thể thao, bóng chuyền, bóng đá này, chạy bộ này rất tiện dụng luôn nhá. Thì về cái túi này về các bác dùng để đeo vào bên đeo vào trước bụng nhá, hoặc đeo vào sau bụng cũng được. Đấy, đeo quấn quanh khu vực bụng nhá. Đấy, thì đây đằng trước thì sẽ là một cái ngăn để ví dụ các bác có đựng điện thoại này, tiền nong thứ này. Đấy, các bác vẫn muốn đi tập dục ra mà vẫn muốn mang điện thoại, tiền nong thứ gì các bác đựng đây. Bên này thì bên hông để các bác, ví dụ các bác có dắt một cái chai nước vào đây nhá. Đấy, ví dụ ở đây có một cái chai nước này. Đấy, thì các bác có thể được mình dắt cái chai nước vào đây nhá để các bác mang đi. Các bác mang đi các bác có nước uống nhá. Đấy, mỗi lần thể thao xong các bác mình có nước uống này. Đấy, các bác dắt cho em chai nước vào đây, rất là vừa luôn này. Đấy, còn bên hông này thì ví dụ những cái đồ nhỏ thì các bác đựng vào đây nhá. Đấy, những cái đồ nhỏ này thì các bác đựng vào đây, rất tiện dụng luôn. Và đây cái phần dây đeo nhá. Dây đeo thì nó co giãn nhá nên là các bác yên tâm là bụng to bụng nhỏ là đều có thể đeo được hết luôn, và có thể là chỉnh được cữ dây nhá. Đấy, chỉnh được cữ dây này, chỉnh được cữ dây thu vào hoặc là các bác cho giãn ra đều ok luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Và cái phần thao tác khóa lẫy cài rất là ok, bấm phát đây là mở này, bấm tạch cái khóa này rất tiện dụng, ok luôn. Đây đó, rất tiện dụng nhá, về các bác dùng để đeo trước bụng nhá. Đấy, đeo làm túi thể thao chạy bộ này, đi chơi đi chạy bộ rất tiện dụng luôn. Đấy, con này chạy thoải mái không lo nó bị lắc hay bị rơi nhá. Đấy, rất là ôm bụng luôn, giá thì bình dân thôi. Nên đã giúp cho em sẽ là cái túi thể thao nhá, túi thể thao để dành chuyên dùng cho dân thể thao nhá. Giá tại em đang bán một cái túi thể thao nha, giá của nó sẽ là 30k một túi nhá, 30k một cái túi thể thao này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, các bác mua về sử dụng này, làm quà biếu tặng này, đấy, mua về làm quà rất là ok. 30k một túi, giá hạt rẻ mà rất là ok. Đấy, các bác cùng xem kế về sản phẩm này. Đấy, bình thường các bác chạy là hay phải mang điện thoại thứ đồ dùng đi này. Đấy, thì các bác mua những cái túi này về các bác đeo vào đó, mình chạy đi chạy này, đấy, để móc chìa khóa này, để được cả chai nước luôn nhá, rất tiện dụng luôn, chạy cho em thoải mái luôn, không nó bị rơi hết đâu vì nó rất ôm sát luôn. Đấy, đấy, thấy không, đeo vào như không đeo luôn, rất tiện dụng đó, thấy không, đựng cực kỳ nhiều đồ nhá, đựng nhiều đồ lắm đó, dắt được cả chai nước cơ mà. Đấy, dắt được cả chai nước rồi là những cái đồ dùng cá nhân, chìa khóa này kia các thứ là rất thoải mái luôn. Đấy, rất tiện dụng luôn đó, thấy không, đựng chai nước này quá hợp lý luôn nhá. Đó, rồi thực tế về sản phẩm nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái túi thể thao nhá, túi thể thao mang đi chơi du lịch này, đi chạy bộ này,
tập thể dục thể thao này. Đấy, thì giá của nó một chiếc túi này là 30k một cái nhá. 30k một cái túi thể thao này, 30k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái bộ bóng kèm cả bóng cả đu cả dây này. Đấy, một bộ này thì chỉ có 60.000 bộ thôi, giá rất hạt rẻ mà rất là hay. Đây. 60k nhá. Lên mã em sẽ cái bộ bóng đuôi tím nhá, hoặc là cái bộ bóng kèm cả đuôi cả dây. Thì một bộ này là bao gồm là 60k nhá. Đây, bóc cho bác xem một bộ này. Về dùng rất là tiện, về cái này thì về các bác không cần phải đấu nối gì cả. Về các bác chỉ việc là về cắm là xài thôi, không cần phải mua thêm cái gì cả. Đây. Một bộ sản phẩm sẽ bao gồm là một quả bóng đèn LED này, công suất 20W này. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá, và các bác có thể tháo rời ra. Đấy, nếu mà các bác bóng này thì nếu có không dùng thì mình có thể thay bóng khác vào cũng ok luôn nhá. Cái đuôi này thì sẽ có tích hợp luôn cả công tắc bật tắt luôn, lúc nào dùng được các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi, rất tiện dụng. Và một cái đoạn dây này, đoạn dây này chắc mình dài được khoảng tầm 2-3 mét đấy, khá là dài đấy, rất là nhiều dây nhá. Đấy, và cái phần đầu cắm, phần đầu cắm nhá, về các bác chỉ việc cắm vào bật công tắc lên lấy là các bác xài thôi, không cần phải đấu nối gì lằng nhằng, rất tiện dụng luôn. Đó là thì một bộ này là chỉ có 60.000 thôi, giá siêu hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, bình thường là các bác mua một cái bộ này ấy, nguyên bóng ấy, nguyên của bóng 20W này các bác mua biết thì cũng phải khoảng tầm 40.000 rồi. Đấy, rồi là cả đuôi cả dây nữa, mà nhiều dây nha thì ít thì phải khoảng tầm hơn 100.000 bộ này. Nếu mà bình thường các bác mua cửa hàng hoặc các bác mua về tự đấu nối luôn, đấy, thì cũng không phải là có cái giá 60.000 đâu. Đấy, bên em bán gọi là giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, bao gồm là cả bóng cả dây cả đuôi, mà đuôi có tích hợp cả công tắc luôn nhá, mà giá thì chỉ có 60.000 thôi, giá siêu hạt rẻ bình dân mà sản phẩm dùng rất chất lượng luôn. Đấy, 60k một bộ nhá, bộ bóng bao gồm cả đuôi cả dây. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là bóng đuôi tím hoặc là bóng kèm cả dây cả đuôi. Đấy, có cả công tắc này là 60k bộ nhá, 60k bộ, giá rất hạt rẻ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bình tưới cây này, bình tưới cây dung tích 2 lít nhá, các bác mua về dùng để tưới cây này, phun thuốc này rất tiện dụng luôn, sử dụng vườn tược các thứ rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, toàn bộ thì nó bằng nhựa ABS cao cấp nhá, dung tích là 2 lít nhá. Đấy, 2 lít đó, sử dụng rất đa năng. Con này thì cái phần bơm ti rất nhẹ, các bạn nhìn này. Đấy, rất là nhẹ, bơm cực kỳ nhẹ tay luôn nhá. Đấy, mà cái lượng hơi ra thì cực kỳ khỏe luôn. Đấy, các bạn nghe tiếng này. Đấy, thấy không? Đấy, em bơm ngồi mấy phát thôi nhá, nhưng mà nó ra cái lượng hơi nó ra rất khỏe luôn này. Đấy, thấy không? Rất khỏe luôn nhá. Và cái con này rất là hay là nó có cả cái chế độ công tắc này, anh em bơm này. Đấy, khi mà có ấn lì này, các bác để đấy là tự động là nó sẽ xả hơi nha. Đấy, các bác không cần phải bấm nhá. Đấy, còn các bác muốn thả tay các bác thả đây, còn các bác để đây, đấy là sẽ khớp vào cái lẫy, là tự động là nó sẽ cứ thế đấy. Các bác bơm nữa là các bác đỡ phải bấm, đỡ mỏi tay. Rồi là một cái chế độ rất hay, đó là cái chế độ xả hơi. Đấy, những cái bình này các bác để hơi lâu trong thì nó thường thường là nó sẽ bị nứt những cái phần vết đất này, thì nó rất là nhanh hỏng bình. Thì ở đây nó có một cái giải pháp rất hay là cái chế độ xả hơi nhá. Thì các bác nghe tiếng này, đó, khi mà các bác dùng xong rồi các bác kéo phần van này xem là tự động là sẽ xả hết hơi ra nhá, xả hết hơi ra. Thì cái bình nó, cái bình nó rất là bền vì nó không chịu cái áp lực hơi bên trong. Đấy, vì cái áp lực hơi khi mà các bác bơm nó rất là lớn luôn. Đấy, nó gây nên những cái tình trạng là nứt bình các thứ này, nứt ở những cái phần nó đúc này. Đấy, nó sẽ gây nên tình trạng nứt bình, kể cả bình não thế, bình xịn, bình đều như hết các bạn. Vì cái áp lực nó cực kỳ lớn nên là nó thiết kế ra cái van là cái van xả hơi nha. Đấy, khi mà các bác dùng xong rồi các bác có thể xả hơi. Đấy, cho nó sạch cái hơi đi, nó đỡ bị chịu lực, cái bình nó sẽ bền hơn. Và cái chế độ có cả cái chế độ là điều chỉnh các chế độ nước ở cái phần vòng xoay ở phần đầu nhá. Đấy, nói chung là rất chắc chắn luôn, một chiếc bình rất cho phần bơm bao nhựa này, có phần van đẩy tự động này. Đấy, rồi là phần van xả hơi, điều chỉnh phần công tắc nước đầy đủ các bác luôn. Đấy, dung tích 2 lít các bác sử dụng tưới vườn, tưới cây thế kia, phun thuốc các thứ cho em ok luôn, giá bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ có bình tưới cây 2 lít nhá. Hiện tại em đang bán cái bình tưới cây 2 lít này, giá sẽ là 110k một bình. Đấy, 110k một cái bình tưới cây dung tích 2 lít này, 110k một bình nhá, giá rất hạt rẻ phải chăng. Đấy, mà chắc chắn ok luôn, 110k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái em đèn độ đầu 3 bóng này. Cái giá sản phẩm này thì rất là hạt rẻ phải chăng, em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đèn độ đầu 3 bóng nhá, đèn độ đầu 3 bóng hoặc là đèn B3, đèn D3 cũng được, D3 cũng được. Giá của nó sẽ là 120k một cái con sản phẩm đèn độ đầu 3 bóng nha, hoặc hay là hai con mã gọi là đèn D3 nhá. Con này thì nó là đèn độ đầu và nó sẽ có 3 bóng nhá, 3 bóng, hàng mới keng nguyên hộp luôn. Đây. Đấy, cái bác coi này. Đấy. Sản phẩm này sẽ gồm có là một thân đèn nhá, một thân đèn. Đấy, một thân đèn này. Đấy, thân đèn thiết kế rất chắc chắn luôn. Đó, đây là cụm 3 đèn này, cụm 3 đèn. Pha LED siêu sáng siêu xa, phần công tắc nút bấm ở đây.
dây đeo thì co giãn 4 chiều đấy, đeo rất êm đầu luôn. Đằng sau thì thiết kế nó là cái cụm để các bác để pin cho pin vào đây nhá, đấy cụm để pin cho đi pin vào đây. Cái con này thiết kế rất hay này. Bình thường ấy là các bác hay mua những con đèn đầu ấy là thường thường là nó sẽ tập trung hết về đằng trước các bác đội ấy. Thứ nhất là nó rất khó, là nó hay bị nặng ở cái phần đằng trước nên là nó rất là khó sử dụng, mà đôi khi là độ đeo nhiều độ nhiều là rất là mỏi cổ vì nó cứ nặng về trước mà rất là khó chịu. Thì đây con này thiết kế rất hay, là đằng trước là đèn, đằng sau thì nó sẽ thiết kế là cụm pin nên là khi mà các bác đội nó rất là cân đối dễ chịu các nhá, đội rất cân đều đối dễ chịu. Đây nó có cả cái phần miếng ốp và cái phần chán này nên khi có cái đội nó rất là êm, đội rất là thích luôn. Con này thì em bán khá là nhiều này, dùng rất là thích, nhiều bác phản hồi dùng cực kỳ ok đó. Và cái hai của sản phẩm này thì nó sẽ sử dụng cái pin là pin rời nhá, pin là pin rời và pin sẽ là pin 18650 nhá. Đây nó sử dụng hai viên pin 18650 và pin nó sẽ là pin rời. Cái pin rời cái hay của cái sử dụng pin rời này là ví dụ như là các bác có hỏng pin mà sau này các bác muốn thay là nó rất là dễ dàng thay. Đấy, vậy hiện tại bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này là 20k một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là pin 18650. Đấy thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên như này là 20.000, thì các bác có thể mua thêm để về các bác mua sơ cứu làm pin sơ cua pin dự phòng cho cái đèn này. Đấy còn hiện tại thì ở trong đèn đã có sẵn pin rồi nhá, thì đây nó sẽ sử dụng hai viên pin như này, thì các bác mở cái nắp ra lắp cho em đúng cực vào nhá. Đấy, lắp đúng cực vào này. Đấy cộng và trừ và trừ đó, lắp cho em đúng cực vào. Đấy, sau đó là các bác bật đèn lên và sử dụng thôi. Và đi kèm thì sẽ có pin rồi, thì sẽ có kèm luôn cho bác là cả một cái cục sạc như này nhá. Về các bác cái đầu này các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, sau đó là cái phần này các bác cắm vào đây và các bác sạc pin cho cái đèn này, có thế thôi. Đấy, đây khi mà cắm vào nó sẽ báo đèn, hiện tại là đang là đầy nhá, đèn xanh này đang đầy. Và các bác cắm vào thì nó đang sạc, thì nếu mà chưa đầy nó sẽ báo đèn đỏ nhá. Đấy, đi kèm có cả cục sạc rất cẩn thận chú đáo luôn, cục sạc rời bên ngoài luôn đó nhá. Có đi ở đây em sẽ bật đèn test cho bác coi này. Đấy, chế độ nhất này. Đấy, một bóng nhá, chế độ thứ hai là hai bóng hai bên này. Đấy, chế độ thứ ba là ba bóng luôn này, rất sáng luôn. Nếu bật ba bóng thì cực kỳ sáng mà cái tầm chiếu của nó rất là xa nhá. Đấy còn có cả chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy cảnh báo SOS nhá. Một này, một đèn này, hai này, đó hai đèn, ba đèn này. Đấy có thấy không, sáng kinh khủng khiếp luôn đó. Đấy rồi là nháy cảnh báo SOS nhá. Rồi rất đa chức năng và cực kỳ là hay luôn. Về cái mã hàng này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn đội đầu ba bóng nhá, hoặc là đèn D3 đều được. Giá của sản phẩm hiện tại bên em đang gửi bác là đầy đủ, bao gồm là cả đèn, cả pin, cả sạc, là full combo một cái bộ nhài mới nguyên hộp thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Còn nếu mà các muốn mua thêm pin để làm pin sơ cua, pin dự phòng cho cái đèn này thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 nha, với mức giá là 20k một viên nhá, thì các bác có thể mua thêm. Còn sẵn trong đèn thì đã có pin rồi. Đấy, đây em quảng cáo luôn thôi. Đó thì đèn đầu ba bóng nhá là 120k. Đấy, rất nhiều chế độ sáng khác nhau và cực kỳ sáng. Và cái hay của sản phẩm mới thiết kế thông minh này, rồi là nó đặc biệt là nó dùng pin rời nên là ví dụ mình có thay thế pin nó rất là dễ dàng thay thế nhá, sửa chữa cũng dễ dàng luôn. 120k một sản phẩm nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng cũng mới về, đó là cái cuộn thiết hàn, thì em sẽ quay cập nhật cho bác luôn. Đó là đợt đấy em về cái cuộn này thì cuộn này trọng lượng của nó sẽ là 100g nhá. Bữa trước thì nhiều bác cứ hỏi là một cuộn này được bao nhiêu gam với các thứ, giờ thì trước là bán cái cuộn kia thì giá nó rẻ hơn. Đấy nó dạng cuộn chắc nó khoảng tầm 30g thôi. Nhưng đợt này em nhập cái lô này nó được 100g và giá nó rất là ưu đãi. Giá thì tại vì em đang bán một cái cuộn thiếc 100g này, giá sẽ là 30.000 một cuộn nhá. Giá này em bao giá thị trường luôn. Đấy, cam kết các bác bao giá thị trường, không chỗ nào bán rẻ hơn nhà em luôn, thật luôn. Có chỗ người đang bán một cái cuộn 100g này khoảng tầm 5-70.000 cuộn luôn. Đấy bên em bán với bác chỉ có 30.000 một cuộn thôi. Đấy, coi như là bán lãi tình cảm với bác luôn nhá. Giá rất hạt rẻ, hợp lý luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cuộn thiếc hàn 100g nhá. 30.000 một cuộn 100g này, cầm nặng trịch luôn. Đấy chuẩn 100g luôn nhá. Đấy, 30k một cuộn thiếc hàn 100g. Tiếp theo thì em lên cho bác luôn đó là cái mã vòi đồng tưới cây. Đấy hôm bữa về hàng mà cũng quên hôm qua bác luôn này. Đấy, lên mã thì em sẽ cái vòi đồng tưới cây nhá. Đấy, về các bác lắp vào cái có sẵn cái dây nước thì mình về các bác lắp vào các bác xài thôi. Ở cái phần toàn bộ thân của nó là thân đồng nhá. Đấy và cái phần đầu này thì nó sẽ có chỉnh các chế độ này, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ này, phun xương này, phun hạt to hạt nhỏ, thì các bác xoay cái phần vòng đầu này. Đấy các bác chỉnh cái phần vòng đầu nha, rất ok, rất là dễ xài luôn. Và đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm cho bác luôn cho bác là một cái đai siết để về là
các bác bắt cái ống nước vào, lại dùng cái đai xiết này các bác xiết vào, thế là xong. Đó thì một bộ là bao gồm là cả vòi cả đai xiết này là 40.000 một bộ nhá. Đấy, giá rất hạt rẻ mà dùng rất là hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi đồng tưới cây nhá, toàn bộ là cái phần đầu phần thân vòi nó toàn bộ đồng luôn, các bác dùng rất là bền. Đó, cái phần đầu vòi có chỉnh được các chế độ nước khác nhau nhá. 40k một bộ sản phẩm vòi đồng tưới cây nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái vòi đồng tưới cây. Thì em đang gửi bác một cái vòi đồng tưới cây này là 40k một cái. Đấy, 40k một cái vòi đồng tưới cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ ví bấm móng tay ví hồng này. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là nhà em có bộ ví xanh với lại nọ kia không, thì em nói luôn là nhà em không bán bộ ví xanh nhá, nhà em chỉ có duy nhất là cái bộ ví hồng này thôi. Đấy, và em thấy là chất lượng của nó là không khác gì cái bộ ví xanh luôn, mà thậm chí là giá nó còn tốt hơn. Giá thường thường những cái bộ ví xanh các bác đang mua khoảng tầm 70-80 nghìn một bộ luôn, nhưng bộ này thì giá rất hạt rẻ, nó chỉ có là đi 60.000 thôi. Đấy, bên em đang gửi bác giá một bộ ví hồng này là 60.000, là đầy đủ phụ kiện này, bấm móng tay này, rồi là lấy giấy tai này, rồi là có phần nặn mụn này, kìm cắt lấy da chết này. Đây, nguyên các bác mua là đã sở hữu được là ba cái bộ bấm móng tay rồi này. Đấy, rồi là những cái phụ kiện đi kèm cũng như là nhíp này, rồi là kìm cắt lấy da chết nặn mụn này. Bên này thì sẽ có là kìm kéo các thứ này, nó đầy đủ cho bác luôn, là một bộ này là về các bác xài cho cả gia đình nhà mình luôn, đặc biệt là cho chị em phụ nữ này, các bác hay làm móng làm nail ấy. Đấy, thì các bác xài bộ này xem rất hợp lý luôn, đựng trong một chiếc ví hồng rất đẹp luôn nhá. Đó, giá thì bình dân là rẻ, nói chung là giá rất là tốt mà sản phẩm dùng ok. 60k một bộ nhá, các bác lên mã như sẽ là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng bấm bông tay ví hồng nhá, 60k bộ thôi, chỉ có 60.000. Đấy, nói chung là không có ví xanh ví xước ở đâu. Đấy, nhà em chỉ có duy nhất một mã là bộ ví hồng nhá, là 60.000. Nói chung là em thấy sản phẩm nó ok mà giá hợp lý thì em lấy về bán cho bác cái mã này. Đấy, vì cái mã này là giá nó tốt này, mà sản phẩm cũng ok này, chứ bình thường là các bác mua những cái bộ kia nó không có giá 60.000 đâu, ít ở khoảng tầm 80-90 nghìn bộ luôn. Đấy, bên em đang gửi bác một cái bộ ví hồng cũng đầy đủ phụ kiện y nguyên những cái bộ kia, mà giá thì rẻ hơn, nó chỉ có 60.000 bộ nhá. Lên mã em sẽ được bộ ví hồng 60k một bộ nhá, 60k bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái lọ gia vị đen. Lên mã em sẽ cái lọ gia vị đen, cái lọ này về để chuyên các bác đựng gia vị nhá, mắm muối mì chính cái thứ vào đây rất là hợp lý này. Đấy, giá thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái bộ lọ gia vị đen nha, lọ gia vị đen. Đấy, lọ gia vị đen nhá, giá của nó sẽ là đi 15k nhá, 15k một lọ thôi, chỉ có 15.000 một cái lọ gia vị đen này, giá rất hạt rẻ bình dân. Đây, đấy cho bác coi này, đó. Thiết kế thì phần thân này của nó sẽ là bằng thủy tinh nhá, nên là các bác dùng rất yên tâm, an toàn sức khỏe. Bên trên này thì là nhựa. Đó, thì đây, về đây các bác mở nắp ra này. Đó, mở nắp ra, sau đó các bác lấy ra cái thìa ra. Đấy, xoáy chặt cái nắp này vào, các bác cho gia vị ở đây nhá. Đấy, cho gia vị đây, và các bác lấy cái thìa cắm ở đây cho. Đó, cắm ở đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho là các bác dùng thì các bác đậy nó vào. À, không dùng các đậy vào, lúc nào dùng thì các bác lấy nó ra. Đấy, ở đây nó có sẵn cái thìa, các bác lấy cái thìa xúc cho em. Đấy, đong cho em ví dụ như là vài ba thìa nước mắm mì chính cái thứ này. Đấy, bột canh các bác lấy ra. Đấy, cha cha vào. Đó, lúc nào dùng xong các bác đậy vào. Bình thường là các bác những cái lọ bình thường là các bác cứ hãy với tay vào, các bác lấy những cái thìa ra rất là khó chịu đây. Con này thiết kế là cái thìa sẽ dính luôn đây rồi. Đấy, để các bác lấy ra. Đấy, lấy thìa ra, hất nó vào. Đấy, lúc nào dùng xong lại đậy nó vào cái, thế là xong, rất ok luôn. Toàn bộ phần thân này là thủy tinh, dùng rất là ok luôn. Bên trên thì là những ABS cao cấp nhá. Đó, lên mã giúp em xem cái lọ gia vị nhá. Bên em đang gửi vào một cái lọ gia vị này, đựng gia vị nhà bếp này là 15k một lọ nhá. Máy xông tinh dầu đuổi muỗi này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi nhá. Của Hacker, Hacker thì cái hãng này rất là nổi tiếng và các bác chắc là nhiều bác biết về cái sản phẩm này. Đó, máy đuổi muỗi Hacker nhá. Giá của nó sẽ là 60k một cái bộ máy này. Đấy, một bộ máy thì sẽ gồm có là một thân máy và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái lọ tinh dầu. Đấy, một cái lọ tinh dầu để các bác xông để đuổi muỗi nhá. Cái này thì nó không diệt được muỗi đâu ạ, nó chỉ có đuổi muỗi đi, nó tránh xa cái khu vực mà các bác sử dụng cái máy này. Khi mà các bác cắm vào thì muỗi nó thấy cái này thì nó sẽ tránh xa. Đấy, nó sẽ bay xa đi nhá, bay xa đi. Nói chung là khi mà nó có cái mùi này thì nó sẽ sợ, nó sẽ bay đi nhá, nó không bén bảng quanh khu vực nữa. Nói chung là các bác cắm vào trong phòng hoặc là các bác sử dụng trong phòng các thứ rồi. Đấy, phòng ngủ này, phòng khách các thứ là ok. Đấy, nói chung thì máy thì cực kỳ dễ sử dụng thôi. Đấy, thì bộ sản phẩm máy thì sẽ bao gồm là một thân máy và đi kèm cho các bác là một lọ tinh dầu như này. Đấy, với mức giá sẽ là 60k nhá. Với mức giá sẽ là 60k. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi của Hacker thôi nhá. Máy đuổi muỗi của Hacker. Đấy, hãng này rất là nổi tiếng rồi. 60k một cái bộ máy đuổi muỗi Hacker nha. Và khi mà nếu mà các bác muốn có nhu cầu mua thêm tinh dầu đấy, thì hiện tại em đang bán là
cái tinh dầu đuổi muỗi như này thì bên em đang bán bác là đi 20k một lọ nhá, 20k một lọ nhá. Một lọ này là các bác đốt liên tục trong vòng là 480 tiếng nhá. Đấy rất được lâu luôn. Đấy 480 tiếng là 20.000 một lọ nhá, 20.000 một lọ. Còn các bác lấy nguyên máy thì một bộ máy là bao gồm một máy một tinh dầu là 60.000 các nhá, 60.000. Còn mua thêm tinh dầu là 20k thì đây. Cái này thì rất là về rất là dễ dàng dụng thôi. Về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220. Đấy thì nó sẽ lên đèn báo. Và các bác gỡ cái này ra. Đấy gỡ này ra này. Đấy tháo cho em cái nắp nhựa xanh này ra. Đấy thì ở đây nó có một cái bấc nhá, một cái bấc này này. Đấy nó có sẵn cái bấc này rồi. Các bác xỏ vào đây. Đấy xỏ vào đây và các bác xoáy cho em vào. Xoáy vào rồi. Đấy xoáy vào đây và các bác cấp nguồn thì cái bấc này nó sẽ nung nóng, cái bấc này thì cái mức này nó sẽ bốc lên và cái mùi nó sẽ bốc lên và con muỗi nó sẽ thấy cái mùi này thì nó sẽ sợ, nó sẽ bay đi chỗ khác nhá. Đấy cái này nhà em đang dùng rồi. Đấy các bác cắm vào trong phòng trong nhà rất là hợp lý luôn. Mình bình thường là các bác hay xài những cái dạng hương muỗi các bác đốt ấy, mùi nó cực kỳ khó chịu luôn, nhưng con này nó không có mùi các bạn. Đấy nó không có mùi. Đấy, nó mùi nó chỉ có dành riêng cho con muỗi thôi, nên là con người mình các bác cứ sử dụng thoải mái, không vấn đề gì đâu, không ảnh hưởng gì đến con người hay là trẻ em có thứ gì nhá, nên là có yên dùng yên tâm. Nói chung là hàng của hãng, hàng của hacker này thì rất là nổi tiếng rồi các bạn. Đấy, đạt rất là nhiều chứng nhận các thứ đầy đủ hết đây này, đó rất ok nhá. 60k các nhá, 60k lên mã giúp cho em sẽ là máy đuổi muỗi nhá, là 60k một bộ máy đuổi muỗi. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm tinh dầu để về các bác hết thì các bác lại dùng tiếp, thì đang bán các bác cũng lẻ một cái chai tinh dầu đuổi muỗi này với mức giá là 20k một chai nhá. Còn mua nguyên máy không thì là 60k, thì một bộ một hộp này là bao gồm là một máy và một lọ tinh dầu nhá. Thì đây đấy, một bộ máy nó sẽ này, một máy một lọ tinh dầu đấy, còn mua thêm tinh dầu là 20k nhá. Đấy, máy đuổi muỗi 60, tinh dầu mua thêm là 20. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi lau nhà tam giác nhá. Đấy, lâu lâu quay cho bác cái mã này, và cái mã này lại bên em vẫn đang bán rất là chạy luôn, mà dùng cực kỳ thích luôn các bác. Về dùng lau nhà, lau cửa, lau trên trần nhà các thứ này, lau kính, lau hiếc các thứ rất sạch sẽ luôn. Đó đó là cái giá của sản phẩm hiện tại em đang gửi bác một cái cây chổi lau nhà tam giác này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái cây chổi lau nhà tam giác nhá, giá sẽ là đi 100k một cây nhá, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm cái miếng lót dự phòng để về các bác thay thế thì tại em đang bán một cái miếng lót dự phòng nha. Đấy lên mã em sẽ cái miếng lót tam giác dự phòng. Đấy thì bên em đang bán một cái miếng lót này là 20k một miếng nhá, 20k một cái miếng lót dự phòng. Thì về các bác ví dụ như mỗi lần mà mình có hỏng một cái miếng này nó bẩn rồi, các bác muốn giặt để các bác lắp cái miếng khác và các bác thay, thì các bác mua cho cái miếng này về thì một miếng này là 20k, để các bác có thể mua thêm khi mà mua kèm chổi. Còn chổi hiện tại em đang bán chỉ 100.000 một cây thôi, mà lau rất là ngon luôn. Đây sẽ mở ra cho bác coi này. Thì khi mà bên em gửi thì nó sẽ tháo rời ra. Đấy để tiện cái việc vận chuyển. Còn về thì các bác lắp vào các bác xài thôi. Cái này thì nó dễ dàng lắp công mà. Đấy, cực kỳ dễ lắp đặt và sử dụng luôn. Nó rất dễ lắp đặt mà lau rất là ngon luôn. Đấy, bán rất là nhiều. Đợt Tết em bán kinh khủng luôn. Đây. Đó, nó sẽ ba khúc như này. Đấy, một khúc giữa này. À, một khúc đầu này, tiếp theo là đến khúc inox là khúc giữa này. Đấy, đi các bác xỏ vào, ở đây nó có cái gen xoáy này, các bác cho đây các bác xoáy vào cho em. Đấy cho vào các bác xoáy vào là ok. Đấy xoáy này, tiếp theo nữa thì là xoáy cho bác em cái đầu chui vào này, đó ấn xoáy vào, thế là xong. Cái này dễ lắp đặt lắm, chị em phụ nữ này, đấy, rồi là các cháu trẻ là mình cũng có thể lắp thoải mái, và con này sử dụng đa năng đây, có thể xoay gập các hướng các kiểu này. Đấy và một cái rất là hay, một cái chế độ rất hay là các bác muốn chế độ mà nó vắt ấy, thì muốn tự động vắt các bác không cần phải cho tay các bác vắt, thì các bác cầm các bác rút cho em, rút này, cầm rút này. Đấy thì khi mà rút thì nó sẽ xoắn vào nhà, có nhìn này nó sẽ xoắn vào nhà này. Đấy thì nó sẽ vắt khô luôn nhá. Đấy và các bác thả ra nó lại về bình thường đó, và có lúc nào còn vắt thì các bác rút cho em này, một tay các bác cầm cái nhựa, một tay có cầm cái phần nối này, các bác cầm rút này. Đấy và các bác lại đẩy ra cái này, rút này. Đấy, các bác đẩy ra cái, thế là xong. Sau đó các bác lau nhá, lau cục các hướng các kiểu luôn, nó rất ok. Lau nhà, lau cửa, lau kính, lau giá các thứ ok luôn. Đấy, gật gù thứ rất là ngon lành luôn nhá. Quay gật 8 hướng tứ phương luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100.000 một cây thôi, dùng rất là hay luôn, 100k nhá. Cây chổi lau nhà tam giác là 100k. Còn nếu các bác mua thêm cái miếng lót nha, hiện tại em đang bán lẻ một cái miếng lót mua về thay thế thêm thì là 20k một miếng cũng nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Sáng bóng không một hạt bụi thì sao có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này. Vừa lau hết bẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn phát khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được.
Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc, cầm lau rất là vừa ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu thấm hút, lau các vết bàn không để lại vệt nước, không gây sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín khít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có, phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một, nếu có lỗi từ nhà sản xuất, anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, lau rất là ngon luôn. Các bác có thể lau trên trần nhà này, lau dưới đất này, lau trên tường kính, tường đá hoa này. Đấy, lau mọi vị trí luôn. Đấy, và cái phật cán nó khá là dài nhá. Các bác lau kính sạch kín kít luôn. Đấy, rồi là có cả chế độ tự vắt rất sạch, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, đây. Quay các hướng các kiểu luôn nhá. Đó thấy không? Rất là ngon lành luôn. Đấy, cái này bên em bán rất là nhiều. Đấy, các bác dùng rất thích luôn đấy. Đó. Rất hợp lý luôn này. Sức men gạch, sàn gỗ vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín khít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có, phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một, nếu có lỗi từ nhà sản xuất, anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. 100k một cái cây chổi tam giác nha, 100k một cây. Còn nếu các bác muốn mua thêm miếng lót thì tại bên em đang bán một miếng lót này là 20k một miếng nhá. Các bác có thể mua kèm thêm khi mua chổi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái ấm siêu tốc của Hikari, hàng của Nhật này, rất xịn sò luôn này, em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán cái ấm siêu tốc của Hikari này với giá sẽ là 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, cái này thì bán cũng rất là nhiều. Sản phẩm này thì có sẽ có công suất là 1500W nhá và sử dụng điện 220. Dung tích của sản phẩm này sẽ là 2.3L. Đó, về các bác dùng sử dụng gia đình thì em này rất là hợp lý luôn. Đó, chắc chắn, chất lượng, độ bền cao. Đó. Cái này thì anh em dùng con này từ cái đợt anh em bán là cách đây chắc khoảng tầm 3 năm rồi và anh em vẫn đang dùng cái con này luôn, siêu bền. Đấy, bữa trước là con bác đang vào là có một con anh em cũng đang dùng mà nó bị lỗi cái lỗ cái đầu dây, anh em đang dùng mà bác ấy thấy bền quá, bác phải mua, bác bảo mua được, kể cả thay dây tôi cũng mua. Đấy, vì cái chất ấm nó rất là bền, cực kỳ bền luôn đó. Dùng bền bỉ, dùng nồi đồng cố đá lắm, dùng thích cực kỳ. Đó, đây hàng vẫn nguyên siêu này. Đó, hàng của thương hiệu Hikari nhá các bác nhá, made in Japan. Đó, made in Japan, đây có chữ dập chìm luôn trên thân này. Đó, made in Japan này. Tay cầm này, thiết kế này, có phần công tắc lẫy nhảy tự động nhá, khi mà nước sôi tự động nó sẽ nhảy nhá. Đây, phần mở nắp này các bác mở ra cho em. Đó, ấn vào này, đóng được, các bác ấn vào các bác kéo lên nó mở ra, tự động mở ra, nó có phần lẫy nhau nhá, rất hợp lý luôn. Bên trong toàn bộ inox nhá, cực kỳ dày, inox dày lắm. Và bên ngoài thì sẽ có một cái lớp nhựa rất dày chống nóng, giữ nhiệt, cách nhiệt này, để khi mà các bác sử dụng các bác cầm nắm này nó không bị va chạm mà nó cũng đỡ bị bỏng nữa nhá, đỡ bị bỏng này. Đó, rất là ok. Đây là phần đáy này, đây thông số công suất này, Hikari này. Đấy, sử dụng điện 220, công suất sẽ là 1500W nhá và dung tích là 2.3L, hàng của thương hiệu Hikari. Đây, phần khâu khóa đồng luôn, xịn sò. Đây là phần đế ấm nhá. Đế ấm thì sẽ có là phần đế ấm này, toàn bộ vòng ngoài được bo vùng quanh là kim loại này. Đó, đây phần đế ấm bằng khâu đồng luôn nhá. Rồi là dây nguồn to, chắc chắn, chất lượng. Nói chung là con này siêu bền, dùng thì yên tâm về chất lượng, nồi đồng cú đá đi cho em. Giá thì nó cũng rất là rẻ phải chăng thôi, chỉ có 320.000 thôi cô nhá, 320k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái ấm siêu tốc nhá, ấm siêu tốc của Hikari. Đó, 320k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất ok. Công suất là 1500W nhá, dung tích 2.3L, sử dụng điện 220 nhá. Nhớ giúp em là dùng điện 220 nhá các nhá, dùng điện 220. Thiết kế là cực kỳ chắc chắn, chất lượng. Cầm một chiếc ấm nó nặng trịch luôn. Đó. 320k, hàng của Hikari, made in Japan. Đó, rất chất lượng luôn. Và tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái nồi cơm Chigo, nồi Phật, một nồi nồi Chigo 1.2L này. Đấy, con này thì quá hot hit rồi và bán cực kỳ chạy với shop nhà em luôn. Đó, dung tích của cái mã nồi cơm này thì sẽ là 1.2L nhá, sử dụng là điện 220, sử dụng điện 220 rất là ok, nấu cơm cực kỳ ngon, chín thấu rất là ngon luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá, thì đây em sẽ khui, đây sẽ bóc hàng cho bác coi này. Hàng mới keo nguyên hộp luôn, rất chắc chắn, chất lượng nhá. Về cái này phù hợp cho bác nào mà ở một mình hoặc là ví dụ khoảng tầm 2 người là ok. Đấy, 1 đến 2 người thôi nhá. Đấy, nó không ăn được nhiều đâu ạ. Vì cái dung tích nó nhỏ, nó chỉ có 1.2L thôi. Nên là nhiều bác cứ bảo là nồi này là nó hơi nhỏ hay như nào, thì em nói luôn là nồi này nó chỉ có 1.2L thôi, nên là các bác phải thông cảm giúp em là nồi lít 2 thì nó phù hợp khoảng tầm 1 cho đến 2 người ăn thôi. Đấy, nhiều thì là 2 thôi, chứ còn cùng lắm thì là 1 người ăn là hợp lý. Đó, chứ còn nhiều quá là không đủ dung tích đâu, vì cái nồi này nấu cơm là nó chỉ có 1.2L thôi, nó rất là nhỏ ạ. Đấy, rất là nhỏ, phù hợp cho ví dụ như là
hai ông bà hoặc là những người ở một mình, hoặc là ví dụ học sinh sinh viên thì mua con này cho em rất chắc chắn. Nhưng mà bù lại nó nhỏ nhưng mà nó cái công suất của nó là 200W nên nó nấu cơm rất ngon luôn, nấu cơm chín thấu. Cái này em đã test thử thực tế rồi, nấu cơm cực kỳ ngon, cơm chín dẻo đều mà rất là bền các bạn, rất bền. Thì đi kèm sẽ gồm có là một cọng dây nguồn này, môi sới cơm này. Đấy thì thao tác mở rất dễ các bác, mở cho em hai cái nắp ra. Đấy thì mở lên, đây là phần nắp của nó này. Đấy rất chắc chắn luôn nhá. Bên trong này thì sẽ có một cái cốc đong nước các thứ này, giấy bảo hành hướng dẫn sử dụng của sản phẩm này. Đó. Rất ok. Đây là cái phần lòng nồi này. Đấy, lòng nồi thì có chám một lớp chống dính các bác nhá, rất chắc chắn dày dặn luôn. Đó, đây là phần lòng nồi, còn đây là phần bên trong. Hàng này thì của nó thì cái mâm này của nó độ nóng cao, độ nóng cao và mâm rất là dày, cầm sờ cái mâm nó nặng trịch luôn mà nó dày dã man. Dày này thì khi mà cái lượng nhiệt nó tạo ra nó rất là lớn, và lớn thì cơm chín thấu nó ngon nhá. Cái dòng này thì nó là dòng nồi cơ, dòng nút bấm nên là các bác dùng rất là dễ, đặc biệt là người già dùng rất dễ luôn. Bình thường là các bác dùng những cái nồi điện tử ấy, bấm các thứ nó rất là nhằng mất công, thì như đây nó là dòng nút bấm. Chỉ nhớ giúp em là nấu nấu cơm thì nhớ cho em là bấm nút thôi đấy, còn các bác không bấm nút thì cơm nó sống cũng thế thôi đấy. Nấu cơm thì nhớ cho em là bấm nút nhá, cấp nguồn vào cho cơm cho nước vào, sau đó có bấm nút kèm cái là lúc nào cơm chín tự động nó nảy, có thế thôi. Rất là dễ dùng dễ xài nhá, và cơm nấu cực kỳ ngon luôn. Riêng dòng này nếu mà cơm nấu không ngon thì em không lấy tiền bác luôn, về các bác cứ nhận hàng kiểm tra đấy, các bác cứ test thử cho em, nếu mà nồi mà có vấn đề gì các bác cứ báo nhà bên em hỗ trợ để bác xử lý bác nhá. Còn em nói luôn là nồi này của nó là nồi 1 lít 2 nhá, nồi 1 lít 2 thì phù hợp đấy, phù hợp cho 1 đến 2 người ăn nhá. Đấy 1 đến 2 người ăn, nếu mà ăn khỏe mà ăn nhiều ấy thì cũng không đủ đâu, ăn khỏe ăn nhiều cũng đủ đâu. Còn ví dụ như ăn vừa vừa hai ông bà hoặc là ở một mình học sinh sinh viên thì ăn là rất là phù hợp, ok. Nồi dung tích 1 lít 2 nhá. Sử dụng điện 220 và công suất là 200W nhá, rất là hợp lý luôn. Giá thì em báo luôn, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm một cái nồi cơm của Chigo nhá, nồi cơm mã sẽ là nồi cơm Chigo. Đấy, hàng nội địa rất xịn sò nha. Giá của nó sẽ là đi 220k nhá, 220k. Đấy, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, giá rất hợp lý nhá. Nồi cơm lên mã em sẽ là cái nồi cơm Chigo 1,2 lít nhá, 1,2 lít đó. 220k bao ship cho bác tận nhà. Hàng mới keng nguyên trong hộp luôn nhá. Hàng mới keng nguyên trong hộp luôn, rất là ok, nấu cơm rất là ngon. Đấy, riêng dòng này nấu cơm siêu ngon luôn. Đấy, không ngon không lấy tiền các bác luôn nhá. Rất chắc chắn chất lượng luôn. Cầm một chiếc nồi nặng trịch luôn nhá, thiết kế chắc chắn lắm. Đó, đây. Có tem mã miếc các thứ đầy đủ của hãng rồi nhà xuất nhá. Hàng này của nó là hàng công ty nên là các bác yên tâm, dùng rất chất lượng luôn. Đó, đây. 200W này, dung tích 1,2 lít này, sử dụng điện 220 này. Đó, xịn sò con bò luôn. Đó. Nồi cơm Chigo nhá, 1 lít 2, giá hiện tại đang gửi bác là 220k một chiếc nồi cơm Chigo này, bao ship tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái thùng giấy ăn này, thùng giấy ăn 20 gói nhá, thùng giấy ăn 20 gói. Con này thì bên em bán cực kỳ chạy rồi. Lên mã cho em sẽ là một cái thùng giấy ăn 20 gói này, một thùng giấy ăn nhá, một thùng giấy ăn 20 gói. Các bác sử dụng gia đình này rất là hạt rẻ luôn. Tính ra giá rất hạt rẻ luôn ạ, giá siêu rẻ luôn mà giấy cực kỳ chất lượng luôn nhá, giấy cực kỳ dai mà nó không bị mùn. Đó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái thùng giấy ăn 20 gói như này, 20 gói. 20 gói này, giá của nó sẽ là 150k một thùng nhá, 150k trên một thùng. Đấy là các bác lấy 20 gói nhá. Còn nếu mà các bác lấy lẻ một gói nhá, lấy lẻ một gói một thì các bác cứ lên mạng em sẽ là một gói giấy ăn. Thì bên em đang bán lẻ một gói này với mức giá sẽ là 10k một gói nhá. Còn nếu mà các bác mua theo thùng thì giá sẽ tốt hơn, theo thùng thì 20 gói mà giá chỉ có 150.000 thôi. Tính ra nó rất là rẻ và rất là kinh tế. Cái này thì nhà em cũng đang xài mà em bán cho người thân rất nhiều luôn, và cái đợt Tết em bán kinh khủng khiếp luôn, không biết bán bao thùng luôn. Vì nó dùng nó quá là tiết kiệm mà dùng nó rất là hạt rẻ mà rất chất lượng luôn. Đây. Thì nó sẽ gồm có một gói nhỏ này, thì một gói nhỏ này thì sẽ có tổng là 460 tờ nhá, 460 tờ. Cái này thì rất là dễ xài đây. Về các bác xé cho cái này ra này. Đó, xé cái này ra nhá. Bắt đầu là các bác lần cho em tờ đầu tiên lên. Đó, giấy thì rất là dai luôn. Đó. Lần cho em cái tờ đầu tiên này. Đấy, bắt đầu các bác rút nhá. Đấy là các bác rút đâu là nó sẽ thò lên đến đấy luôn nhá. Rất là ok luôn. Giấy cực kỳ dai, dùng rất thích luôn nhá. Cái này nó không bị mùn đâu. Các bác xài nó không bị mùn. Bình thường là các bác những cái giấy kia các bác xài lau nó rất hay bị mùn nhá. Đấy, mùn rất khó chịu. Thì con này giấy rất là dai. Các bạn nhìn cái chất giấy nó này, rất là mịn luôn. Đấy, chất giấy rất là mịn, rất là chất lượng luôn, cực kỳ dai, dùng rất thích luôn nhá. Đấy, bao xài, bao dùng, bao chất cho bác cái dòng giấy này luôn, dùng rất thích, ok luôn. Một thùng nhá, một thùng này này, một thùng này đây này, 20 gói này, một thùng tổng là 20 gói này. Với mức giá là 150.000 thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thùng giấy ăn 20 gói nhá. 150k một thùng 20 gói. Còn nếu các bác mua lẻ một gói một nha,
mua lẻ một gói một nhà, thì hiện tại em đang bán lẻ một gói như này là 10k một gói nhá. Thì các bác nếu mà dùng nhiều thì theo các bác nên mua cả thùng, vừa tiết kiệm này mà dùng nó được lâu đấy. Nói chung là quan trọng là cái tính tiết kiệm với tính kinh tế đấy, mà sản phẩm dùng nó tốt quá nhá, sản phẩm dùng nó tốt, dùng nó thích quá nhá. Nói chung là các bác mua quán xá không bao giờ kiếm được cái giấy mà nó ưng ý này đâu, giấy mà nó dai mà nó đẹp nha thì không có đâu ạ. Đấy, còn các bác mua ở quán xá mà thậm chí là cái giá nó cao hơn nhiều, nhưng con này giấy dùng rất thích luôn, vì bản thân thì em cũng đang dùng rồi, em bán được người thân rất là nhiều và mọi người phản hồi dùng rất thích luôn đó. Tết nhất em bán dã man luôn, 20 gói một thùng 150k, còn các bác lấy lẻ một gói là 10k nhá. Lên mãi em xem cái thùng giấy ăn hoặc là gói giấy ăn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Em báo giá luôn, bộ này chỉ có giá 130 ngàn một bộ thôi. Đấy, hàng của thương hiệu Willing nhá, hình hai ông người này. Đấy, Willing hai ông người, hàng của Đức nhá. Lên mãi em sẽ cái bộ dao Đức 3 cây nhá. Bộ dao Đức 3 cây này. Bộ dao Đức 3 cây. Đấy, giá sẽ là 130 ngàn cho một cái bộ dao Đức 3 cây này. Đấy, một set là 3 cây. Đấy, cùng một con chuyên lọc thái, một con chuyên để chặt này, một con chuyên để thái bản to nhé, thái bản to rất hợp lý luôn. Nói chung các bác xài gia đình bộ này cho em rất hợp lý. Đây em sẽ bóc cho bác một bộ này full mới, mới keo nguyên hộp luôn này. Đấy, full mới tinh luôn nhé, full mới tinh, hàng mới keo nguyên hộp này. Các bác có thể mua về làm quà biếu tặng cũng rất là chất lượng luôn. Đây hàng của nó đóng gói rất kỹ nhá. Đấy, một set 3 con hàng của Willing đóng gói rất kỹ càng luôn. Đấy, rất đẹp nhá, đóng gói từ khâu đóng gói là thấy chất lượng rồi này. Đấy, nó sẽ gồm có là đi một cây này. Một cây này thì chuyên để các bác lọc thái này. Đấy, một cây này thì chuyên để bác lọc thái, lưỡi thì cực kỳ sắc bén luôn. Đây logo Willing dập luôn trên thân dao này. Đấy, con này chuyên lọc thái này, rất hợp lý. Phi lê, lọc thái phi lê. Con này là một cái con kiểu dạng thái bản to nhá. Nhiều bác rất thích thái bản to con này. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp này. Đấy, thái bản to các bác thái thịt bò thiết các thứ là thái bản to, dùng con này cho em rất hợp lý. Đó, rồi. Tiếp theo thì là một cái cây kiểu dạng chuyên chặt này. Đấy, chuyên chặt. Chuyên chặt thôi nhá, chuyên chặt thì các bác dùng em con này. Đấy, chuyên chặt nhá thì các bác dùng em con này. Đây. Đó, chặt xương nhà trước các thứ thì em dùng con này ok. Đấy, logo Willing rất chất lượng luôn nhá, vân gỗ rất đẹp nhá. Tay cầm này, được bo inox vùng quanh luôn. Đấy, không lo lông chui lông cán nhá. Đấy thì một bộ của nó sẽ gồm có 3 cây này. Một bộ là 3 cây này nhá. Đấy thì em giá hiện tại bây em đang gửi bác một cái bộ dao Đức 3 cây này sẽ có giá là 130.000 bộ nhá, chỉ 130.000 bộ thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn mà sản phẩm dùng rất chất lượng, sắc bén vô cùng luôn. Bộ dao Đức 3 cây 130k bộ, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, vì hàng của nó nguyên hộp này, rất chất lượng luôn, đẹp. Các bác đó là cái con máy xay khô, rất nhiều bác hỏi cái mã luôn, thì đây hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Và giá thì vẫn như mọi khi, báo giá bác luôn, lên mãi em sẽ có con máy xay khô, máy xay hạt nhá, máy xay khô, xay hạt khô này. Giá của nó sẽ là 120k một cái sản phẩm nha. Đấy, chuyên để các bác xay xay hạt này, ví dụ như các bác xay bột quế này, xay bột ớt này, rồi là xay hoa hồi thảo quả, xay đỗ tương này, xay bột gạo này. Đấy, công suất của sản phẩm này sẽ có công suất là 250W nhá. Và sử dụng giúp em là điện 220. Đó. Tần số là 50Hz nhá các bác nhá. Đó, rất chắc chắn luôn, con máy cực kỳ ok. Mà giá nó rất bình dân, chỉ có 120.000 thôi. Nói chung với sản phẩm này các bác dùng gia đình cho em rất hợp lý này. Đấy, xay hạt đỗ, hạt ngô, hạt gạo này, rồi là xay bột quế, bột ớt này. Đấy, nói chung là các bác chuyên dùng để các bác xay đồ khô nhá. Nhớ cho em là các bác dùng để xay đồ khô chứ xay đồ ướt không xay đâu. Đấy, chuyên dùng để các bác xay đồ khô thì đây. Sản phẩm là nguyên hộp nha. Đấy, dây nguồn này, các bác cấp trực tiếp nguồn 220. Đấy, sau đó là các bác cho những cái đồ các bác cần xay vào đây nhá. Lưỡi của nó là hàng 4 lưỡi nhá, nó chém rất khỏe luôn, xay rất nhanh nhá, xay rất nhanh, chém rất khỏe. Cái cối của nó là cối inox nên là khi mà các bác sử dụng rất dễ dàng vệ sinh, không lo bám dính. Đó. Đây là cái phần nút công tắc này, các bác bấm vào đây cho em là máy nó chạy, có thấy không? Bấm vào đây là máy nó chạy, có thấy không nhá. Cấp nguồn bấm vào đây là máy chạy, rất ok. Cực kỳ là dễ sử dụng luôn mà máy chạy cực kỳ khỏe, xay rất là nhuyễn nhá. Đấy, xay rất nhuyễn đây. Cái anh em đang xài này, đây này. Bật cho các con. Đấy, đây. Cái này là em đang xay gạo nhá. Đó, con này là nhà em đang xay gạo, đang xay gạo. Đó, đây các bạn nhìn này. Đấy, xay phát bốc khói luôn nhá. Các bạn nhìn này. Bột nhuyễn luôn này. Đây là cái này nhà em đang xay bằng bột gạo nhá, bột gạo. Đấy, ví dụ các bác có muốn nấu tí cháo, tí bột giờ cho cháu thì mình cũng ok luôn. Cho đây các bác xay thành bột rất ok. Xay rất là ngon đấy các bạn, xay ngon lắm. Đó, đây là xay bột các bạn nhá. Xay bột nói chung là chuyên để các bác xay bột khô nhá, xay bột khô, xay hạt này, đấy xay hạt, xay
bột quế, bột ớt này, hoa hồi thảo quả này, rồi là xay bột đỗ đỗ tương nọ nọ kia kia rồi, các thứ là rất tiện dụng luôn, sử dụng gia đình rất hợp lý, chỉ có 120 ngàn thôi. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là con máy xay hạt, máy xay bột khô nhá. 120k một cái sản phẩm nhá. Nhiều bác bữa trước chưa mua được thì hôm nay có hàng rồi, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá, có nhá, chốt đơn nhanh luôn mua luôn, 120k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con đài với em. Đấy, đài với em bên em vẫn còn hàng nhá, và cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đài với em có đồng hồ nhá, đài với em có đồng hồ. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đài FM này. Giá của sản phẩm này thì rất là hợp lý và dễ mua luôn, chỉ có 240 ngàn một cái thôi. Lên mã em sẽ cái con đài FM mà có đồng hồ luôn nhá, có đồng hồ luôn. Giá sẽ là 240k. Đấy, vậy em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. Giá rất hợp lý. Đấy, có cả đồng hồ rất tiện dụng luôn. Đây. Về các bác có thể là bắt đài với em các bác nghe. Đấy, rồi là các bác có thể là bắt với lại kết nối với Bluetooth để các bác nghe nhạc qua điện thoại, hoặc là về các bác có thể là cắm vào cổng USB nhá. Cắm vào cổng USB để các bác nghe qua USB hoặc là thẻ nhớ đều được nhá. Đây. Đấy, tổng quan của con đài đây, có phần tay sách rất đẹp luôn này. Ở đây thì thiết kế là đồng hồ nhá, có đồng hồ này. Đây là cái núm volume, đồng thời cũng như là cái nút mà bật tắt luôn. Đây. Đấy, volume bật tắt luôn, volume cũng như là bật tắt luôn này. Đấy thì bật tắt các bác bật nút bên tay trái cho em này. Đấy, và tăng giảm to nhỏ là các bác cũng vặn cái núm này cho em luôn. Đấy, và cái núm bên này là cái núm dò kênh nhá, dò kênh. Đấy thì ở đây sẽ có SV kép này, AM, có cả đài AM, có cả đài FM này. Rồi các bác gạt về cái đằng cùng này, ngoài cùng thì là MP3, là các bác kết nối với lại Bluetooth nhá. Đấy, còn nếu mà các bác bắt FM thì các bác cứ để cho em cái chút độ FM này. Đấy, bật lên cho em. Đấy, sau đó các bác dò kênh này. Đấy, các bác cho cái anten này lên cho nó dò cho nó khỏe này. Đấy, cho nó có cái anten này luôn nhá. Đấy, để các bác dò cho nó khỏe này. Đấy, con này thì các bác cứ dò cho em từ từ thôi nhá. Các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức khảo sát, xác định tiêu chí và thống kê số liệu làm cơ sở để nghiên cứu chiếc cự thanh sông Phan 1976 đến 1979. Sáng nay 11 tháng 3, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết sẽ đang tham mưu cho thành phố. Nghe rất hay nhá. Đấy, nghe cực kỳ là ấm luôn. Đấy, các bác đặc biệt là các bác người già đấy, rất thích nghe. Đấy, em thì mua này cho em rất hợp lý. 2025 trước mắt thành phố Hồ Chí Minh sẽ xin phép được tuyển sinh lớp 6 cho. Đấy, cái núm này là cái núm tăng giảm âm lượng, đồng thời là cái núm bật tắt luôn nhá. Đấy, đây. Để dự tính ổn định vì mùa tuyển sinh đầu cấp đã cận kề, tiếp theo thành phố cũng sẽ tính toán đến phương án lâu dài. Cái con sản phẩm này thì nó sử dụng cái pin của nó sẽ là cái pin 18650 nhá, pin 18650. Cái pin này thì nó rất hay là các bác có thể là sạc tích điện được nhá. Khi mà hết pin thì các bác đây, đi trong thì sẽ có kèm một cái dây cáp sạc nha. Thì các bác cắm vô đây. Đó, cắm vô cái nguồn của nó, cái nguồn của nó, nguồn vào của nó sẽ là cái nguồn DC 5V nhá. Về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm vào đây là các bác cắm sạc cho cái đài này vô tư luôn. Có cổng USB này để các bác cắm nghe nhạc này, thẻ nhớ này, AUX tai nghe, và đây là cái nút bật tắt đồng hồ nhá. Các bác muốn bật tắt đồng hồ thì các bác bật cho em cái nút này. Đấy, on off này. Hiện tại đang để off thì các bác bật về on cho em này. Đấy, clock tức là đồng hồ nhá. Đấy, đồng hồ. Đấy, thì các bác bật lên đồng hồ sẽ chạy này. Đấy, đồng hồ chạy này. Đó, và đằng sau thì là cái nút để các bác chỉnh giờ nhá. Đấy, thì các bác chỉnh giờ thì các bác chỉnh bằng cái nút đằng sau cho em. Đấy, ví dụ bây giờ đang là 9 giờ chẳng hạn này. Đó, thì các bác xoay cho em về 9 giờ, hoặc là các bác ví dụ này chỉnh về 3 giờ chẳng hạn này. Đó, chỉnh về 3 giờ ngon này luôn nhá. Đấy là cứ thế là đồng hồ chạy thôi. Rất là hợp lý luôn, có cả đồng hồ theo dõi thời gian cũng như là đài FM. Khu vực quyền Con Plong là động đất luôn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hoạt động của các hồ chứa thủy điện. Sẽ được chuyển sang phần tin vắn quốc tế. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố ngày 10 tháng 3, Nga đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp. Đó, Nga đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Mỹ và Pháp đó nhá, rất là hợp lý luôn. Đấy, các bác nghe đài thời sự, nghe nhạc nhẹ nhẽo ok. Đấy, và cái pin này rất là hay là nó có thể là sạc được không nhá, có thể sạc được luôn. Đó. À, và khi nào mà hết pin thì các bác lại là mang cái dây sạc này ra, các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại này mình, các bác cắm vào đây để các bác sạc, và lúc nào đầy pin thì các bác lại mang ra các bác dùng, có thế thôi. Dùng hết pin thì sạc. Còn nếu mà các bác trong trường hợp mà các bác sạc mà nó chưa có pin dùng thì mình có thể là mua thêm hai cái viên pin to này các bác lắp vô đây để các bác sử dụng nhá. Còn bên em bán là nó chỉ có kèm viên pin nhỏ này thôi, chứ còn không có pin to đâu. Pin to là về các bác tự mua tự lắp nhá. Đấy. Đài nó chỉ nguyên bản là một đài và đi kèm là có pin với cả với cọng cáp sạc này. Đấy thì giá sẽ là 240.000 nhá, là cái đài này là nó có cả đồng hồ các thứ luôn, rất là xịn luôn đó. Rất là xịn, rất là hay. Đó, có cả đồng hồ, cả đài FM. Nghe rất là to rõ ràng luôn nhá. Đấy, nghe rất là to rõ ràng luôn này. Đó. Rồi,
Đấy, thực tế về sản phẩm đài em bên em đang gửi bác nhá, 240k rất đẹp luôn, về các bác dùng nghe nhạc nghe đài hợp lý luôn nhá, 240k một chiếc đài em nha, bao ship cho bác tận nhà luôn đó. Lên mã cho em sẽ là đài FM có đồng hồ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ mũi khoan tháp đỏ này. Đấy, bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Một bộ này sẽ gồm có là 6 mũi nhá, 6 mũi. Bộ này nó sẽ gồm có là 3 mũi nhá, 3 mũi khoan 6 mũi nhá, tổng là 6 mũi thì nó sẽ gồm có là 3 bộ mũi khoan tháp này. Đấy, kích cỡ là khoan tháp thì các bác khoan cho em kích cỡ là nhỏ nhất là 4 và lớn nhất thì sẽ là được là 32. Đấy thì nó sẽ gồm có là 3 bộ mũi khoan tháp và 3 bộ mũi khoan kiểu dạng khoan zig zag các bác nhá, khoan zig zag, khoan ba cái mũi khoan này thì nó là cái mũi khoan zig zag để các bác, ví dụ các bác khoan đục tạo lỗ thứ này. Đấy, tạo lỗ tạo khuôn thì các bác dùng cái con cho em cái mũi khoan zig zag này. Còn ba cái mũi khoan tháp để các bác khoan những cái dạng lỗ tròn để các bác, ví dụ như các bác ướm vào mình khoan kỹ thuật như thế nào. Đấy thì nói chung là bộ này rất là đa năng mà khoan cực kỳ là sắc luôn. Nó là dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan. Đấy nên là khi mà các bác khoan rất sắc bén. Đó, đây. Kích thước tối đa nó sẽ là 32 và nhỏ nhất sẽ là 4 và sẽ có là 3 mũi khoan tháp, 3 mũi khoan zig zag kiểu dạng khoan khoét các thứ nhá, kiểu dạng khoan khoét đấy. Đó, rồi. Một bộ này là 6 mũi này, lên mã cho em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Đấy, bộ mũi khoan tháp đỏ, hộp vì hộp của nó màu đỏ nên em lên luôn mã sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ nhá. Bộ mũi khoan tháp đỏ này thì mũi khoan tháp đỏ này. Đấy, mũi khoan tháp đỏ giá 6 mũi nhá, 6 mũi. Giá một bộ này chỉ có 110.000 bộ thôi, 110k bộ, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, về các bác sử dụng khoan đa năng, khoan sắt rồi đồ khoan thép, khoan gỗ, khoan nhựa thứ trăm, khoan trần thạch cao thứ, khoan đầy đủ các chất loại vật liệu luôn. Nói chung là ok, giá bình dân mà sản phẩm dùng ok, anh em thợ thuyền này các bác dùng gia đình cho em rất hợp lý. 110.000 bộ thôi các bác nhé, 110k bộ này rất đẹp luôn, chắc chắn chất lượng. Bộ mũi khoan tháp đỏ nhá, 6 mũi 110k, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan zig zag, khoan lỗ các bác nhá, khoan lỗ đây. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, khoan rất là ngọt ngào luôn. Đây các bác cùng xem này. Khoan đủ kích thước khác nhau trên mọi vật liệu với bộ mũi khoan này. Đây là cái bộ mũi khoan tháp đa năng sẽ bao gồm 6 mũi khoan như thế này. Mũi khoan hình tháp sẽ giúp các bác khoan được các lỗ từ 4 cho đến 32 ly, mũi khoan hình zig zag sẽ có thể khoan ngang, khoan bất cứ hình dạng nào các bác muốn luôn. Được làm bằng thép hợp kim nên các bác có thể yên tâm về độ cứng và bền và các bác theo như mô hộ nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhé, khoan rất là ngọt ngào nhá. Đấy, ngoài khoan tháp, khoan lỗ tròn này mình có thể là khoan zig zag. Đấy, lỗ từ 4 cho đến 32 ly, mỗi khoan hình zig zag sẽ có thể khoan ngang, khoan bất cứ hình dạng nào các bác muốn luôn. Được làm bằng thép hợp kim nên các bác có thể yên tâm về độ cứng và bền và các bác theo như mô hộ nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Rồi, lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp đỏ 6 mũi nhá, 110k bộ này. Sau cái mã hàng tiếp theo thì đó là cái mã hàng thùng đồ nghề này. Đấy, bác nào hay đang đi làm nghề làm nhiếc hoặc ở gia đình nhà mình được, các bác mua về mình dùng để đựng đồ nghề. Cả lê clip các thứ ốc vít là rất là tiện dụng luôn nha. Đây, lên luôn cho bác cái mã hàng thùng đồ nghề của Kirito nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Cái hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Đây, nó sẽ là nguyên thùng nha, rất chắc chắn nha, đóng gói rất kỹ này. Đây, nó lấy cho bác coi. Đó, một chiếc thùng đồ nghề nhá, các bác về dùng để đựng đồ nghề quá tuyệt vời luôn. Con này hàng 3 tầng, dùng cực kỳ chắc chắn luôn, bán cực kỳ nhiều con này. Giá bình dân chỉ có hơn 400.000 một chiếc thùng đồ nghề này thôi. Đấy, đây có phần quai sách quai đeo này. Đấy, các bác có thể sách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn, anh em công trình công trường đựng đồ nghề hoặc các bác sử dụng thợ thuyền, anh em ở nhà dùng ok luôn. Hàng này thì của thương hiệu Kirito nhá. Đây, Kirito này. Đấy, chữ dập nổi lên trên thân này. Đấy, cái phần sơn của nó làm nước sơn rất đẹp luôn, nước sơn rất đẹp nhá, chất lượng nhá. Đó, nước sơn làm rất cẩn thận. Hai màu chủ đạo là màu cam và màu xám này. Phần bên hông thì được gia cố này, toàn bộ bằng nẹp thép dày, rất dày luôn nhá. Đấy, nên là rất chắc chắn nhá. Đây, em sẽ mở ra các bác coi. Cái con này mà khi mà mở ra nó rất là to luôn, mở ra to lắm. Chiều dài kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là vào là 42 nhá, chiều rộng 20 và chiều cao là 20 các bạn, 42 x 20 x 20. Đây, em mở ra bác coi. Đấy, mình mở ra rất to luôn này, đúng như là cái cánh máy bay luôn, rất là to. Thì nó trên này sẽ có những ngăn nhỏ này để các bác đựng những cái đồ nhỏ vào đây. Còn dưới này thì là một cái ngăn to, ví dụ như cái con máy khoan máy kiếc thì các bác đựng ngăn dưới, còn những cái bên trên thì các bác chia ra mình đựng cà lê, mỏ lết, kìm kéo, ốc vít viêu các thứ rồi. Thì các bác chia ngăn ra thì khi mà các bác dùng cũng rất là tiện, mình dễ tìm đồ nhá. Vào nào mà khi mà dùng xong thì các bác lại dập nó vào nha. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Và đây nó có một cái lỗ này. Trên cửa nắp này nó có một cái lỗ này, các bác nhìn có lỗ chưa? Đấy, cái lỗ này. Để khi mà ví dụ như là trong trường hợp mà mình ấy thì mình mua cái khóa có móc rồi chưa, là rất an toàn luôn, không lo nó bị mất trộm ở nhà các bác nhá. Nó rất chắc chắn. Con này cái
độ nặng của nó phải rơi được khoảng tầm 4 cân rưỡi 5 cân luôn, rất nặng nha, cầm chắc lắm, cầm chắc nịch luôn. Đó đây, thiết kế rất chắc chắn nhá. Thiết kế rất chắc chắn luôn. Đó, tôn dày, dạng tôn lá thép tôn dày nhá. Kích thước 42x30. Đấy, có thể mở ra đi vào một cách trơn tru, xách đi xách lại rất ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thùng đồ nghề nhá, thùng đồ nghề của thương hiệu Kito. Đấy, Kito. Kito này, đấy thùng đồ nghề Kito nhá. Em báo giá luôn. Thùng đồ nghề. Đó, thùng đồ nghề thì sẽ có giá là đi 430.000 các nhá, 430k, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đó, bao ship luôn nhá. 430.000 một chiếc thùng đồ nghề bao ship này. Kích thước của nó sẽ là 42 nhân với lại 20 nhân với 20. 42 là chiều dài, 20 chiều rộng và 20 chiều cao nhá. Đó, 430k, hàng của thương hiệu Kito nhá. Đây các bác cùng ngắm lại em nó một lần nữa này, rất đẹp luôn. Đó, rất chắc chắn chất lượng nhá, cầm nặng trịch luôn. Phải rơi vào tầm 4 cân rưỡi 5 cân, cầm chắc lắm. Cầm nặng chắc chắn. Không có một tí nào gọi là dơ giếc các thứ gì, chắc nịch luôn. Đó, xịn chất lượng. Này, quá đẹp luôn này. Thiết kế cực kỳ chắc chắn mà tối ưu công năng sử dụng nhá. 430.000 một chiếc nhá, 430k một chiếc thùng đồ nghề của Kito nhá. Đấy, 430k một chiếc, quá đẹp luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kẹp Eto của thương hiệu Asahi này. Em báo giá luôn 190.000 cho một chiếc kẹp Eto của Asahi này. Các bác cứ lên mã cho em xem cái kẹp Eto nhá. Kẹp Eto để về các bác kẹp đồ các thứ cho mình làm nghề, rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, kẹp ghim những cái đồ đạc mình cần làm nhá. Tạo những cái sự cố định chắc chắn khi mình làm việc nhá. 190k một cái con kẹp Eto của Asahi này. Đó, đi đây. Kích thước của nó thì em sẽ quay trực tiếp ở trên màn hình các bác cùng nhìn này. Đấy, toàn bộ thì kích thước ở bên ngoài vỏ hộp nó có hết luôn nhá. Đấy. 55mm này, con này có thể kẹp di động được mọi chỗ mọi nơi nhá, vì nó có thể kẹp tháo ra vào được này. Đấy, xoay tròn 360 độ nhá. 60mm này. Đấy, 50 60 kích thước đầy đủ ở trên hình các bác đang coi đây. Đó. Thì cơ sẽ có giá là 190.000 một chiếc nhá, dòng kẹp Eto của Asahi. Hàng bãi Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Chắc chắn lắm. Đấy, con này thì em bán khá là nhiều rồi. Để các bác xài sử dụng mình kẹp bàn rất tiện dụng đây. Nó có thể là tháo ra lắp vào tùy nhu cầu nhá, mình có thể là tiện dụng di chuyển mọi chỗ mọi nơi nhá. Đấy, và đây là cái nấc này. Đấy, các bác có thể là xoay tròn 360 độ nhá. Đấy. Xoay tròn các hướng luôn. Đó đây, và đây là phần kẹp. Thì lúc nào mà kẹp được các bác nới ra. Đấy, các bác nới ra này. Đó, các bác nới ra để các bác kẹp nhá. Con này rất trơn tru luôn, xoáy rất ngọt ngào nhá. Đấy, thì mình dùng để mình kẹp đồ các thứ đây. Ở này có phần radian này để các bác kẹp nó không bị trơn trượt này. Ở đây nó còn có một cái chỗ để các bác đe nhá. Ví dụ như là các bác gõ gõ thì các bác dùng chỗ này các bác đe vào. Đấy, để các bác đe các bác gõ gõ những cái chỗ này. Và cái phần này phần kẹp có thế thôi, rất ok. Thao tác rất đơn giản, rất dễ xài, dễ sử dụng nhá. Nói chung là dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng làm nghề cho em con này cũng quá ok luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái chiếc kẹp Eto của Asahi. Đấy, kẹp Eto của Asahi. Con này thì sẽ có mức giá là 190k một chiếc thôi nhá, 190k. Một chiếc kẹp Eto của Asahi 190k, giá rất là bình dân mà sản phẩm dùng rất chất lượng luôn. Và mình em bán khá là nhiều con này rồi, dùng gia đình này. Anh em thợ thuyền dùng con này rất là hợp lý. Đó, 190k một chiếc thôi nhá, kẹp Eto. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái lọ keo dán giày này, lọ keo dán giày dép nha, bên em lại tiếp tục về hàng này. Đấy, lọ keo dán giày dán dép nha, rất tiện dụng luôn. Bác nào đang bị giày rách dép rách, các bác mua cho em cái lọ keo dán giày này về. Thì hiện tại bên em đang bán một lọ keo dán giày này, mức giá sẽ là 20k một lọ nhá, 20k trên một lọ nhá. Còn nếu mà các bác lấy ba lọ thì bên em sẽ tính cho bác là 50k. Ba lọ chỉ có 50.000 thôi, giá rất bình dân mà dính rất chắc luôn. Đó, một lọ này sẽ có dung tích là 60mm nhá, 60mm. Đấy, về các bác dùng để dán giày, dán dép nhá. Đấy, thì về các bác tháo nắp này. Ở đây nó có cái đầu ra, nó là cái đầu lỗ kim, nên là khi mà các bác giỏ ra, nó rất là dễ này. Đó, 20k một lọ nhá, 20k một cái lọ keo dán giày, dán dép này. Đấy, giày rách, dép rách, các bác mua về dán rất ok luôn, đỡ bị vứt đi. Mình tận dụng cái keo này, mình dán, mình có thể tái sử dụng này. Đấy, đi lại ok luôn. 20k một lọ keo dán giày nhá, các bác lấy 3 lọ sẽ có giá là 50.000. Đó, 3 lọ là 50k này. 3 lọ kéo giày là 50k, lấy một lọ thì là 20k một lọ nhá. Lên mã cho em sẽ là cái lọ keo dán giày. Đó, rất ok. Cái này dán hay lắm. Giày rách giáp rách các bác phải dán rất tiện luôn. Giày bị hư hỏng, đồ vật bị gãy để từng bụi vứt đi, hãy thử ngay keo dán chuyên sửa giày, giày thể thao, giày da, keo nhựa, keo dán giày mềm, không thấm nước, kết dính chắc chắn và nhanh cô này để sửa lại xem nhé.
Keo có được kết dính cao, không thấm nước, không ăn mòn, không gây ố vàng, không hại da tay, không làm mòn giày hay đồ vật. Thiết kế vòi là lỗ kim giúp dễ dàng lấy lượng keo vừa đủ, không bị khô keo cũng không bị chảy ra ngoài. Keo khô ngay sau khi dán, giày không bị ố vàng hay khô cứng. Anh chị đặt ngay một chai về để sửa chữa đồ vật trong nhà nhé, đảm bảo chất lượng sẽ không làm anh chị thất vọng đâu ạ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ngoài hàng, đó là cái cây bút điện bên em bán cực kỳ chạy luôn này. Đấy, một cái cây bút điện giá rất là bình dân mà, và tặng kèm thêm pin luôn, hàng chuẩn chính hãng nhá, vỏ bọc các thứ đầy đủ luôn. Báo ra bác luôn nhá, lên mã em sẽ cái cây bút điện đa năng nhá, bút điện đa năng các bác dùng gia đình, anh em thợ thuyền dùng con này quá ok. Giá của nó sẽ là 20k một cái cây bút điện đa năng này, 20k một cây nhá, dùng rất tiện dụng luôn. Đèn cực kỳ sáng nhá, và khi các bác mua thì bên công ty sẽ có tặng kèm thêm cho bác là một cái đốc pin này nữa nhá. Còn sẵn bên trong thì đã có pin sẵn rồi nhá, đã có pin sẵn rồi. Đấy, đây đèn rất sáng luôn này, không nhìn này. Đấy, đèn rất sáng nhá, bình thường là những cái bút điện các bác thử nhà đèn nó tối om nhìn rất khó nhìn, đây con này đèn rất sáng luôn nhá. Đấy, các bác thử pha nóng pha nguội này, từ trường này, rồi là kiểm tra đứt dây thứ rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, một chiếc bút điện này với mức giá chỉ có 20.000 thôi, giá siêu hạt rẻ, siêu bình dân luôn. Đấy, bình thường những cái shop khác nó cũng bán nhưng mà có khi người ta bán chỉ có 10.000, nhưng mà đấy hàng chua nổi nhá. Hàng thứ nhất là không chính hãng, thứ hai là không có pin tặng kèm nhá. Đây bên em hàng chuẩn vỏ nhãn hộp đầy đủ luôn, có cả pin tặng kèm nhá, hàng cam kết bảo hành cho bác luôn. Đấy, chỉ có bút 20.000 thôi nhưng bên em vẫn bảo hành cho bác luôn nhá, lỗi một đổi một, 20k cho một chiếc bút thử điện nha, giá rất bình dân. Đây bác cùng xem thực tế với video về sản phẩm này. Đây bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không, bằng cách ạ, một đầu dây điện mình chọc vào đầu của bút ạ. Và đầu còn lại mình chọc vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này, không sáng này. Và chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường. Chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhé. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh, đúng không ạ? Và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé. Và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa. Đó, đấy thực tế về chiếc bút thử điện đa năng nhá. Đấy, thử điện rồi là test các chức năng các kiểu rất đa năng luôn. 20k nhá, 20k một chiếc bút điện đa năng này, có tặng kèm thêm pin cho bác luôn nhá. 20k một chiếc này. Cho bác đó là cái con loa gỗ dài, con này thì bên em bán cực kỳ nhiều rồi, nghe rất hay luôn. Đấy. À, các bác nghe trong phòng diện tích khoảng tầm 30-40m², nghe cực kỳ hay, con này đặc biệt là nghe phòng nghe rất hay luôn nhá. Đấy, nó có thể kết nối với Bluetooth điện thoại để các bác nghe nhạc qua hệ thống Bluetooth, hoặc là có thể cắm thẻ nhớ qua USB đều được nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là loa gỗ dài. Đấy, loa gỗ dài. Đó thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là loa gỗ dài này. Đấy, loa gỗ dài. Đó thì sản phẩm sẽ có giá là 250k và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 250.000 bao ship nhá. Con này nghe rất hay luôn đây. Em sẽ quay chi tiết cho bác và mở test thử bác nghe luôn này, nghe cực kỳ hay luôn nhá. Đó, loa thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đấy, vỏ gỗ, vân gỗ lên rất đẹp nhá các bác nhá. Đây. Vỏ gỗ vân gỗ lên cực kỳ đẹp này. Đó. Chiều dài của nó là vào là 40 nhá, chiều dài nó vào là 40. Chiều cao, chiều rộng là 10 các nhá, 40 x 10 x 10. Đó, khá là dài đẹp. Đây. Đây là những cái màng loa này. Có đây phần trên này, đó phần trên. Vân gỗ lên rất đẹp nhá các bác nhìn này. Đó, có phần chân đế đầy đủ luôn nhá, bốn chân. Các bác dùng để trưng bày decor trước tivi cũng ok luôn, rồi các bác dùng để nghe nhạc các thứ cực kỳ hay nhá. Ở đây thì sẽ có là cái cổng sạc DC 5V này. Đấy, rồi là một cái cổng kết nối USB nhá, thì các bác có cái USB các bác cắm vô đây, rồi là có cả kết nối thẻ nhớ này, AUX tai nghe này. Ở đây thì sẽ có nút nguồn này, M chế độ này, tăng giảm nick bài này. Đấy, rồi là tạm dừng này. Đấy thì các bác muốn bật loa lên thì các bác giữ lì cho em nhá, giữ lì này. Đó, giữ lì. Đấy. Đấy, bắt đầu lên đèn này. Đó, bắt đầu nó kết nối Bluetooth nhá. Khi mà kết nối Bluetooth thì các bác mở cho em điện thoại lên. Các bác vào phần Bluetooth này, bật Bluetooth lên nhá. Đó, các bác đợi chút bật Bluetooth lên. Sau đó là các bác tìm đến cái tên mà nó có tên mã loa của nó sẽ là XM520 nhá, đây này. Mã loa tên là XM520 này. Đấy, đây. Đấy, XM520 các bác bấm kết nối này. Đấy, đang ghép đôi đó. Các bác đợi chút này. Đó, đấy, ghép đôi. Ok, ghép đôi thành công nhá các bác nhá. Đây, bây giờ em sẽ vào nhạc test loa các bác nhá, nhạc test loa này. Nhạc test loa. Con này nói chung nghe hay lắm các bác.
nghe cực kỳ hay luôn. Đây để em test cho bác coi. Đây, hay lắm ạ, nghe âm thanh nó cực kỳ là sống động mà cái trống chiếc nghe rất chắc luôn, trống nghe cực kỳ chắc luôn nhá. Đó. Đây nhá, nếu mà các bác muốn cho to thì các bác giữ lì cho em cái nút đây này, nút nó chỉ hướng bên tay phải này, các bác giữ lì nhá. Đó, các bác nghe cái bát nó đánh cực kỳ chắc luôn. Con này nghe bát cực kỳ chắc mà chét nghe đồ đấy luôn nhá. Nói chung nghe rất hay. Giá tầm giá nhưng mà nghe rất hay luôn ạ. Đấy, tầm giá thì nghe rất hay. Đó, các bác kết nối vào Bluetooth để các bác nghe qua Bluetooth. Ngoài ra thì các bác có thể là kết nối với lại thẻ nhớ hoặc là USB đều được. Đấy, rồi là đây là cái cổng cáp sạc nha. Thì đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc nha. Thì bác cắm vô đây. Sau đó là các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Các bác sử dụng cái nguồn 5V ấy, nó có cổng USB ấy, là các bác có thể cắm sạc điện thoại đây, ví dụ như này. Em có đang có mấy cục sạc Samsung và cục này em đang bán đây này, thì các bác có thể cắm vào đây và các bác cắm vào nguồn 220 để các bác sạc cho cái loa này nhá. Đấy, còn nếu mà các bác nào chưa có cái cục này thì có thể mua thêm, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cục sạc Samsung 2A nhá, hàng của Samsung. Thì cái cục này tại vì em đang bán là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục, nếu mà các bác nào có chưa có thì có thể mua thêm. Còn quay trở lại cái loa thì tại vì em đang bán là 250.000 cho một cái loa gỗ dài này, bao ship cho bác tận nhà luôn. Loa rất đẹp nhá, hình thức cực kỳ đẹp và chất âm nghe cực kỳ hay, bát căng chét sâu nghe rất ok luôn. Đấy, vì ở đây nó có một cái khe nữa này thì các bác có thể để điện thoại ở đây. Đấy, đây cái điện thoại của em nó hơi to. Đấy, còn điện thoại dạng bé bé là vừa ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, cái khe này các bác có thể để điện thoại ở đây này, rất ok luôn nhá. Đó, rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là loa gỗ dài nhá, loa gỗ dài 250.000. Đây em mở to nữa các bác nghe lại một lần nữa này. Đó, thực tế về cái chất âm của con loa này nhá, nghe rất hay luôn mà cực kỳ là ok. 250.000 một chiếc loa gỗ dài nhá, bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã giúp em sẽ là loa gỗ dài nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mai hàng, đó là cái con bóng tròn tích điện này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng tròn tích điện nhá. Con này thì giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 90.000 một chiếc bóng đèn tích điện thôi. Lên mã em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá. Bóng tròn tích điện. Giá đang bán là 90.000 một chiếc bóng tròn tích điện này, có cả điều khiển từ xa dùng rất là hay luôn. Đấy, trong trường hợp ví dụ như là mất điện này hoặc các bác hay đi cắm trại đi chơi đi phượt mình không có điện lưới thì mình dùng cái con này cho em. Đấy, nó có tích điện nhé, và khi mà hết pin thì các bác cắm sạc vào các bác xài và có thể sạc bằng năng lượng mặt trời luôn này, có cả cái tấm pin sạc năng lượng mặt trời. Sản phẩm thì nguyên hộp sẽ gồm có một thân bóng này, một cọng dây cáp sạc và đi kèm là một cái điều khiển từ xa nhé, điều khiển từ xa. Đó, công suất con này thì sẽ có công suất là 120W nhé. Đây là cái nút bấm này. Đấy, bấm một lần, hai lần, ba lần thì đèn nó sẽ sáng nhá. Có thì thao tác nhất bác có thể bấm ở đây này thì nó sẽ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, chế độ nháy luôn này, có cả nháy cảnh báo đèn đỏ đèn xanh như của công an nhá. Đấy, thì bác có thể bấm ở đây. Ngoài ra con này rất là hay là nó có đi kèm một cái điều khiển nhá. Thì bác có thể bấm bật tắt là bằng điều khiển từ xa luôn này. On này, off này, bật này, tắt này. Ngoài ra thì cái điều khiển này có cả phần hiện giờ này. Đấy, em tắt đi nhá. À, hiện giờ 3 tiếng, 5 tiếng này, 8 tiếng này. Đấy, chế độ sáng tối này, auto này. Đó, on này, off này. On này, off này. Đấy, các bác có thể dùng cái điều khiển này, các bác điều khiển từ xa luôn. Có phần móc đeo, đeo lên đeo xuống. Rồi đây là ví dụ như là trong điều kiện mà các bác không có điện lưới thì mình có thể là mang ra ngoài trời mình phơi thôi nhá, phơi. Đấy, nhưng mà sạc bằng năng lượng mặt trời này thì nó sẽ vào hơi lâu quá. Chủ yếu là các bác nên sạc bằng cái cổng 5V USB này này, thì đi kèm nó có cả một cái rộng cộng dây cáp sạc này. Thì về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm với lại cái cục sạc điện thoại các bác cắm vô đây là các bác sạc được cho cái đèn này, có thế thôi, rất là dễ xài nhá. À, giá thì tại bên em đang gửi bác là một cái bộ bóng tròn tích điện như này là có cả điều khiển các thứ này, là đầy đủ là 90.000 một chiếc nhá, 90.000 một chiếc. Lên mã giúp em sẽ là cái bóng tròn tích điện nhá. Đấy, bóng tròn tích điện. Đang gửi bác sẽ là 90.000 cho một chiếc bóng tròn tích điện nha. Đấy, bóng tròn có tích điện, điều khiển từ xa luôn, rất là hay. 90.000 một cái nhá, rất là ok luôn. Ánh sáng cực kỳ sáng nhá, 120W rất là sáng luôn. Đó. 90.000 dùng trong ví dụ như là trong trường hợp mất điện này, hoặc các bác hay đi cắm trại đi chơi, hoặc ví dụ các bác bán hàng bây giờ, bán hàng hoặc là
bán hàng trong buổi tối mình mang những được đó, rất là tiện dụng luôn nhá, 90k một chiếc à. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái hộp nước giặt của Nhật nhá. Hộp nước giặt Nhật, một hộp này thì sẽ có giá là 80.000 một hộp nhá, 80.000 hộp này. Đấy, một hộp này sẽ gồm có là 100 viên nước giặt, rất là hay luôn, vừa giặt vừa xả nhá, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, rất là ok về các bác dùng để giặt đồ, rất là tiện luôn. Lên mã em sẽ là cái hộp nước giặt nhá, hộp nước giặt của Nhật. Đấy, hộp nước giặt này, một hộp là 100 viên với giá sẽ là 80k nhá, 80k một cái hộp nước giặt này. Đấy, 80.000 hộp nhá, 100 viên, dùng rất là hay đây. Nó sẽ trong này nó sẽ chia ra từng gói nhỏ một nhá. Thì 100 viên nó sẽ chia ra là 5 gói. Đó nhá, 5 gói. 5 gói thì mỗi một gói này sẽ có tổng là 20 viên nhá. Đây này, viên nhỏ nhỏ này. Đấy, 20 viên. Thì một hộp này là 5 gói thì tổng thì sẽ là 100 viên cho 5 gói nhá. 100 viên cho 5 gói. Đấy, thì các bác có thể mua lẻ theo gói hoặc là mua theo cả hộp tùy nhu cầu các bác mua nhá. Đấy, bác nào dùng ít thì mình có thể mua theo gói nhá. Thì một gói nước giặt nhà hiện tại em đang bán giá sẽ là 20k, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái túi nước giặt này, túi nước giặt 20 viên nhá, 20 viên sẽ có giá là 20k. Còn nếu mà các bác mua cả hộp thì giá nó sẽ rẻ hơn, cả hộp thì là một hộp nước giặt 100 viên, một hộp nước giặt 100 viên giá của nó sẽ là 80k một hộp thôi nhá, 80k một hộp, dùng rất hay luôn. Đấy, thì đây nó là dạng viên, viên này anh em đã xài đây để các bác dùng để giặt quần áo nhá. Một viên như này là các bác giặt cho em khoảng tầm là đi 3 đến 4 cân quần áo nhá. Đấy, một viên này là giặt tầm 3 đến 4 cân quần áo. Thì cái này thì rất là dễ xài, các bác cứ thả trực tiếp vào trong lồng giặt, hoặc các bác giặt tay thì các bác cứ ngâm vào nước là tự động là nó sẽ vỡ ra thôi nhá. Đấy, ngâm vào nước là tự động nó sẽ vỡ ra, dùng rất ok luôn. Đó, rất là thơm nhá. Đấy, cái túi nhà em đang xài đây. Đó, dùng rất là tiện luôn. Hộp nước giặt nhá, một hộp là 100 viên. Với giá là 80k một hộp. Còn nếu mà các bác mua theo túi, mua túi một thì bên em đang bán một túi nước giặt 20 viên như này với giá sẽ là 20.000. Đấy, tùy nhu cầu nhé, có thể mua lẻ túi hoặc là mua theo hộp, đấy là tùy nhu cầu. Đấy là hộp nước giặt của Nhật nhá, dùng cực kỳ ok, cái này bên em bán khá là nhiều này. Dầu gió thì bên em vẫn còn hàng Vũ Bác nhá. Đấy, dầu gió chuẩn Singapore luôn. Đấy, nhiều bác thì cứ hỏi là dầu gió có chuẩn không, thì em cam kết bác là dầu gió bên em chuẩn 100%. Đấy, các bác nhìn từ cái hộp vỏ ngoài của nó này và đến hộp trong này, đấy toàn bộ là đều ánh 7 màu đấy nhá. Đấy là ánh lên là đúng chuẩn, là hàng thật 100% nhá. Đây, made in Singapore này. Đó, một cái lọ này thì sẽ có dung tích là 24 ml. Và hiện tại bên em đang bán một cái hộp dầu gió của Singapore này với giá sẽ là 50.000 một hộp nhá, 50.000 một hộp. Hàng thì hàng này thì của Singapore nhưng mà nó xuất sang Mỹ nhá. Đây này, các bạn nhìn này, cờ Mỹ này. Đấy, hàng xuất đi cho Mỹ nhá, nên là các bạn yên tâm dùng nó, hàng xuất Mỹ thì có yên tâm về chất lượng rồi. Đấy, nó phải có đạt đủ tiêu chuẩn các thứ nhà thì nó mới xuất sang Mỹ. Đấy, còn hàng thì cứ cam kết bác là hàng chuẩn 100%, các bác cứ mở ra ấy nhận hàng, các bác mở ra kiểm tra bôi thử thơm nóng thì các bác mới nhận hàng cho em nhá. Đấy, cam kết bác là hàng chuẩn 100% luôn, cam kết bác luôn. Nếu mà các bác nào phát hiện mà hàng nhái đền tiền bác luôn. Đó thì đang gửi bác là một cái lọ dầu gió của Sinh này với mức giá sẽ là đi 50k nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ được hộp dầu gió xanh, dầu gió xanh này, giá sẽ là 50k một hộp dầu gió xanh này, 50k đây. Bóc cho bác một hộp coi này, đóng siêu kỹ lắm, hàng nói chung là hàng chuẩn nên là các yên tâm đi, bên em cũng tự tin bán cái dòng này luôn. Đấy, từ lọ nó bán rất là nhiều, chắc phải đến khoảng tầm vài nghìn lọ nữa à. Bán kinh khủng khiếp luôn đấy. Đây, đấy, một hộp là 24 ml nhá, made in Singapore này. Đấy, đây có cả cờ Mỹ này. Đó, đây nhá, một lọ nó như này nhá. Đó, hàng của nó thì sẽ là hàng hai nắp các nhá, hai nắp. Đấy, tại sao nó thiết kế hai nắp thì khi mà ví dụ như là trẻ con hay thứ rồi là dùng là chúng nó không mở đâu nhá. Đấy, vì trẻ con đôi khi nó bôi linh tinh chẳng may nó bôi vào mắt các thứ này, hoặc là bôi những chỗ nhạy cảm là nó rất là sợ. Đấy thì cái này là thiết kế dạng hai nắp để chống, chỉ định là trẻ con không dùng được, chỉ có người lớn dùng được thôi. Đấy, giấy vẫn sử dụng đầy đủ luôn. Các bác cứ mở cho em, mùi rất thơm luôn. Đấy, mùi thơm chuẩn dầu gió xanh của Singapore nhá. Một lọ này là 50k nhá, một lọ 50k. Lên mã nha, sẽ là cái dầu gió xanh của Sinh, made in Singapore. Đó, 50k một lọ nha. Cái dụng cụ ép chanh bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhá, em báo giá luôn. Một cái dụng cụ ép chanh này bên em đang gửi bác giá sẽ là 30k một cái nhá. Chất liệu là bằng inox luôn, rất xịn luôn. Nên mã em sẽ là cái dụng cụ để ép chanh nhá. Ép chanh 30k một cái ép chanh này, rất là hay. Về các bác hay dùng muốn chanh để vắt nước, đôi khi vắt tay nó lâu ấy, các bác cho cái này, các bác vắt này rất là nhanh luôn và rất là tiện. Đấy, cho quả chanh này, ép cái ra hết nước luôn. Đấy, và giữ lại hạt và vỏ nhá. Mà các bác vắt kiểu này là nó không bị đắng này, không bị đắng chanh mà nó dùng nó nhanh, nó tiện nhá. Bằng inox luôn nhá, cái này bằng inox luôn đấy. Đó, chỉ có 30.000 một cái này thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ ép chanh nhá, dụng cụ ép chanh. Đang gửi bác là một cái ép chanh như này là
30k một cái đâu nhá, chỉ có 30.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà sản phẩm cũng rất hay. Đó, 30k một cái ép chanh nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bộ điều khiển từ xa 100m này. Đấy, báo giá bác luôn. Bộ này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 90.000 một bộ thôi. Về cực kỳ là dễ dùng, dễ dùng luôn. Một bộ này là công suất của nó là 30A để các bác dùng cho motor một tiếc cho em thoải mái luôn. Đấy. Thì nó sẽ gồm có là một cái cục nguồn nhá. Một cái cục nguồn và đi kèm cho bác là một cái điều khiển như này này. Một cái điều khiển nó như kiểu điều khiển ô tô, điều khiển cửa xếp ấy. Đấy thì nó sẽ có nút on và nút off này. Điều khiển khoảng cách là 100m nhá, trong điều kiện là không có vật cản nhá, còn nếu mà có vật cản thì sẽ bị giảm. Đó, thì đây. Nó sẽ có là đầu vào này, AC input vào là LN này, sẽ là vào và AC output sẽ là ra. Vào thì các bác cứ vào trực tiếp cho em điện 220 nhá. Đấy, vào trực tiếp vào điện 220 và ra đây các bác ra những cái thiết bị các bác muốn điều khiển, ví dụ như là bóng đèn, TV thứ gì về các bác đấu nối vào. Đây, thì các bác cứ nhìn cho em số ở đây, nó có số này. Đấy thì sẽ có là 12 này. Số 12 là vào này. Đấy 12 là vào và 34 là ra nhá. Và trong này nó sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có luôn để về các bác xài và sử dụng nhá. Về các bác dùng để điều khiển từ xa, motor, bóng đèn, thiết bị điện các thứ cho em rất là hay luôn. Một bộ nó chỉ có 90.000 một bộ thôi nhá. Về rất là dễ dàng, dễ dùng luôn, chỉ có 90k. Lên mã em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa đấu nối nhá. Bộ điều khiển từ xa đấu nối này. Bộ điều khiển từ xa đấu nối nhá. Cái này còn là đấu nối 12 là vào và 34 là ra nhá. Giá của nó thì đấu nối 100m nhá, khoảng cách là 100m, giá nó sẽ là 90.000 bộ thôi, chỉ có 90.000. Giá rất hạt rẻ bình dân mà sản phẩm dùng rất hay luôn. 90k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bình lọc dầu thừa này. Các bác cứ lên mã cho em xem cái bình lọc dầu thừa nhá. Bình lọc dầu thừa này. Giá của nó sẽ là đi 50k một chiếc thôi. Đấy, 50k một chiếc. Bình này dung tích là 1 lít 3 nhá, về các bác xài gia đình. Đấy, ví dụ như là mỗi lần các bác rán nấu mà cái dầu thì mình vẫn xài được thì các bác mua cho cái bình này về. Các bác dùng cái bình này để các bác lọc những cái dầu thừa nhá. Đấy, những cái dầu thừa vẫn xài được để các bác dùng, các bác lọc lấy cái dầu thừa. Thì đây. Nó nguyên siêu này này. Nguyên siêu rất là chắc chắn luôn nhá. Dung tích 1 lít 3 khá là to luôn đấy. Về các bác xài nhá. Có cả cái phần qua này các bác cầm này. Đó, và một cái màng lọc nhá, một cái màng lọc này để đi về các bác mỗi lần dầu thừa các bác lọc qua cái dây này, lọc qua dây này thì nó sẽ cho ra cái dầu nó không bị cặn nhá. Và đấy, ví dụ như cái dầu đấy có rồi thì mỗi lần là các bác dùng các bác xài, và đi kèm nó có nắp này. Nắp rồi cả qua nhá. À, cái vùng nắp này về các bác lắp vào các bác xài. Đấy, mà mỗi lần các bác lọc xong thì các bác dùng cái nắp này. Các bác đậy vào cho nó kín đáo, và mỗi lần mà mình muốn dùng nữa thì các bác lại lấy cái dầu thừa ra các bác dán. Đấy. Nói chung là dầu thì đôi khi các bác dán ít thì nó vẫn còn màu đẹp mà nó vẫn có thể dùng được, thì các bác dùng cái này. Đấy, tránh lãng phí dầu mỡ đấy nhá. Đấy, tiết kiệm mà. Ok luôn. Bỏ ra 50.000 mua cái này về rất là hay. Bình lọc dầu thừa nhá, bình lọc dầu thừa có cả cái dây lọc này luôn. Là giá sẽ là 50k. Bình thì dung tích sẽ là 1 lít 3 nhá. Về các bác lắp vào là các bác xài thôi. Đấy, về lắp vào là xài. Bình dung tích 1 lít 3 dùng rất là hay luôn. Đó. Bình lọc dầu thừa 50k một cái bình lọc dầu thừa này có nhá. Đây. Đấy, chuyên để các bác lọc những cái dầu thừa, dầu rán thừa nó nhiều cặn, các bác dùng để lọc ra thành một cái dầu ngon để các bác ăn xài. 50k một cái nhá. Cái cút nối điện này, hay còn nhiều bác hay gọi là cái domino nối điện đấy. Đấy thì về các bác hay phải nối điện đấy đóm. Ví dụ như những cái chỗ mà đoạn dây nó bị thiếu thì các bác dùng cái này các bác nối, hoặc là những cái chỗ nào mà cần nối nhanh thì các bác cho em dùng cái này. Rất tiện dụng luôn nhá. Đấy thì đây rất dễ xài thôi. Bác chỉ mở cho em hai cái lẫy ra này. Đó, sau đó các bác đút cho em dây điện vào. Rất dễ xài, đút dây điện vào. Cái này dây to, dây của tầm 4 ly cũng đút thoải mái luôn nhá. Nhá. Đấy, dây to, dây nhỏ đút thoải mái luôn. Đó, các bác đút vào này, sập nó vào này. Đó, bên này cũng thế này. Đút nó vào. Đấy, sau đó nó sập nó vào. Đó, đây là chắc khư luôn, các bác giật cho em thoải mái nhá, chắc lắm, giật thoải mái luôn. Vẩy chán không ra. Đấy, con này giật chắc cực kỳ luôn nhá. Vì nó bập vào đây rồi, nó bập rất chắc luôn. Đấy, lúc nào các bác mở cái này lên thì mới rút ra được, còn không mà nó bập vào rồi thì rất chắc luôn nhá. Đấy, nó bập vào rất chắc, không lo mua via chập cháy nhá. Thì nó sẽ có hai cái màu khác nhau nha, một màu cam, một cái màu xanh này. Đấy, phân biệt âm dương được luôn nhá, đánh dấu cho bác được luôn, rất tiện dụng. Đó, giá thì em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn. Bên em đang bán lẻ một cái này là 5.000 và yêu cầu các bác là mua từ 5 cái trở lên nhá. Đấy, không bán lẻ một cái nhá, không bán lẻ một cái vì giá rất là rẻ rồi. Đấy, thì bên em sẽ bán nó combo là 5 cái một nhá, 5 cái một. Lên mã em sẽ là cái combo 5 cút nối điện nhá, 5 cút nối điện nhanh hoặc là domino nối điện đều được. Giá của nó sẽ là đi 25k nhá, 25k. Đấy, 25k cho combo là 5 cút nối điện nha. Đấy, bán mỗi lần bán là 5 cái một nhá, mỗi lần bán là 5 cái một. Đây, đấy 25.000 cho 5 cái, rất tiện dụng luôn. Về các bác đấu nối nhanh, dây điện dây đóm nha. Đấy, các bác xỏ vào lỗ,
bập chèo cái này tạch cái vào thế là xong, rất tiện dụng, chắc chắn cực kỳ luôn nhá, chắc chắn lắm, khi bập vào rất chắc chắn luôn. À, combo 5 cái cút đối điện nhá, giá sẽ là 25k cho combo 5 cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ combo 3 hộp tam chỉ này, với mức giá thì siêu hạt rẻ luôn, dễ mua cực kỳ. Lên mã cho em sẽ là cái combo 3 hộp tam chỉ nhá, 3 hộp tam chỉ. Giá của nó sẽ là đi 20k nhá, 20k cho một cái combo nha. Đấy, 20k một combo 3 hộp luôn. Một hộp này thì sẽ gồm có là 50 cái, 3 hộp thì tổng sẽ là 150 cái nhá, mà giá nó chỉ có 20.000 thôi. Bình thường các bác ra những cái quán xá hoặc là hiệu thuốc là người ta đang bán khoảng tầm 20.000 một hộp đĩa này. Đây bên em bán combo 3 hộp nó chỉ có 20.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, cái dòng tam chỉ này thì nha sĩ người ta khuyên dùng rồi. Đấy, rất tốt cho răng miệng lợn yếu. Bình thường là các bác hay dùng những con tăm chè bây giờ. Đấy, các bác xỉa ấy là rất hay bị viêm lợi, viêm chân răng rồi chảy máu chân răng. Đấy, chẳng may nó có chọc vào rất là ảnh hưởng nguy hiểm đến răng lợi nhá. Đấy, các bác chuyển sang dùng cái tăm chỉ nhá. Rất an toàn luôn. Đấy, dòng này là dòng nha sĩ người ta khuyên dùng. Người ta khuyên dùng cái tăm này này. Đấy, người ta khuyên dùng cái tăm này. Nói chung rất là tốt luôn nhá. Một hộp một combo là 3 hộp nhá. Là 150 cái nhá, 150 cái mà giá nó chỉ có 20.000 thôi. Giá quá hạt rẻ luôn mà sản phẩm dùng rất ok nhá. Combo 3 hộp tam chỉ 20.000, một combo 3 hộp. Cái mã hàng tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cái lô máy xay xin lỗi bác là cái lô súng massage nhá, súng massage 4 đầu. Đấy thì em xả kho báo giá luôn. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 210.000. Hôm nay em về đó bác mức giá rất dễ mua. Giá chỉ còn có 150k nữa, 150k. Lên mã giúp em sẽ là cái súng massage. Súng massage mà nó có 4 đầu nhá. Đấy có 4 đầu massage này. Đấy 4 đầu massage. Giá của nó đang xả kho chỉ còn có 150.000 cho một cái mẫu súng massage 4 đầu thôi. Đấy. Đây, combo thì sẽ gồm có là nguyên hộp này. Đấy, một thân máy này. Một thân máy nhá, một thân máy rất chắc chắn luôn, cầm nặng trịch. Đó. Trong này nó có con motor 75 chạy khỏe lắm. Đấy, đây là phần nút bấm này. Các bác bật tắt thì các bác giữ lì cho em nhá, giữ lì. Đấy, giữ lì thì máy nó sẽ chạy này. Đấy, cấp độ 1 này, 2 3 4 5 này. Đấy, 6 cấp độ nha các bác nhá, 6 cấp độ này. Và đi kèm là một cái chân sạc ngay cạnh luôn. Đấy, đây là cái chân sạc của nó sẽ là chân Type C. Thì đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này các bác nhá, một cái cọng dây cáp sạc. Các bác cắm vô đây. Đấy, cắm vô đây. Thì các bác sẽ sạc cho cái máy này, khi nào hết pin thì các bác sạc nhá. Và cái chân vào, nguồn vào của nó sẽ là cái chân nguồn 5V 2A. Đấy, tức là ví dụ như nhà bác có những cái cục sạc này nó có cái chân USB này, các bác cắm vô là các bác cắm trực tiếp điện 220 là các bác sạc cho cái máy này ok rồi. Đấy, ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cái cục sạc này, thì nếu mà các bác nào mà chưa có cái cục sạc để sạc cho cái máy này thì có thể mua thêm. Thì đây hiện tại bên em đang bán cái cục sạc Samsung, cái nguồn nó công suất nó vừa đủ để các bác sạc cho cái máy này, thì là đang bán là 30.000 một cục nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cục sạc Samsung 2A nhá, 2A. Giá của nó sẽ là đi 30k cho một cái cục sạc Samsung 2A nhỉ. Đấy, 30k một cục nhá. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác sạc rất tiện dụng luôn. Đấy. Rồi, quay lại với con máy. Đấy thì đây, hàng thì sẽ là hàng lõi đồng nhá, hàng lõi đồng cực kỳ ok luôn, chắc chắn. Chân sạc ngon lành nhỉ. Đấy thì đây là 4 đầu massage này. Một đầu massage tròn này, đầu massage hai cạnh này. Đấy các bác massage sống lưng cái thứ này, rồi là massage cơ bắp cái thứ này, các bác dùng đầu này, rồi một cái đầu nhọn nhọn để các bác massage lòng bàn tay bàn chân. Đấy thì các bác dùng đầu nào các bác lấy đầu đấy ra nhá, sau đó các bác lấy ra ấn trực tiếp vào trong cái lõi máy cho em, ấn mạnh vào. Đấy, ấn mạnh vào. Đấy là nó sẽ khớp vào, sau đó các bác giữ lì cho em, giữ lì này. Đó, máy lên này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đấy, mỗi lần các bác bấm thì nó sẽ nhảy lên một cấp độ nhá. Đó, sau đó các bác muốn tắt thì các bác giữ lì cho em. Đấy, nói chung là con này dễ dùng, cứ bật tắt là các bác giữ lì. Đấy, bật tắt đây, bật lên này. Đó, bật lên này. Đấy, em để khoảng tầm cấp độ 4 các bạn nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe nha, đây em test cho bác coi. Máy chạy khỏe lắm, con này thì thấy không? Máy chạy rất khỏe luôn. Đấy, con này mà các bác đấm vào chân tay giờ thì mỗi lần mà mệt mỏi thứ giờ, đấy, muốn cơ bắp nó giãn ra thì các bác dùng con này, các bác đấm cho em thì thích cực kỳ luôn. Đấy, bác nào chơi thể thao này, rồi là dân văn phòng các thứ này, đấy, đặc biệt là người già thứ giờ, hoặc mua món quà này về tặng người thân bạn bè các thứ rất ok luôn nhá. Một con máy massage cực kỳ là chất mà giá nó rất là bình dân, chỉ có 150.000 thôi nhá, 150.000 hiện tại đang xả kho bán nhanh bác luôn. 150k một con máy massage, súng massage 4 đầu nhá, 150k là đầy đủ nguyên hộp nha luôn nhá. Và nếu mà các bác chưa có cái cục sạc để sạc cho cái máy này thì có thể mua cái cục sạc của Samsung nha, là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục để các bác cắm sạc cho cái máy này nhá. Đấy, còn nếu mà có rồi thì về các bác tận dụng cái cục sạc ở điện thoại ở nhà các bác cũng có thể cắm được luôn. Đấy là 30.000 một cục sạc 2A nha. Đó.
thường quá mọi người ạ. Mà mỗi lần thời tiết thay đổi thì người mẹ mình lại đau ê ẩm. Bố mẹ bạn có như vậy không? Ở nhà thì mỗi lần như vậy mình cũng hay đấm lưng cho mẹ lắm, nhưng đi làm rồi thì chẳng có ai cả. Mình thấy trên TikTok có máy massage hay lắm nên mình cũng mua cho mẹ mình dùng thử. Đây là máy massage cầm tay, gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể, có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Tổng kết sản phẩm 5 sao nhá. Đấy, tổng kết sản phẩm 5 sao nhá, dùng rất chất lượng luôn. Đấy, cái này rất ok. 150k nhá, 150k một chiếc máy massage này, đang giảm giá xả kho nhá, đầy đủ phụ kiện trong hộp này. Đấy, là 150k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác Mai Hà, đó là cái hộp bao tay thực phẩm này để các bác dùng nhà bếp rất tiện dụng luôn. Một hộp này thì sẽ là 100 chiếc. Đấy, là 100 chiếc nhá. Lên mã cho em sẽ là cái bao tay thực phẩm này. Bao tay thực phẩm nhá. Một hộp này là đi 20k nhá, 20k. 100 chiếc nhá, 100 chiếc bao tay thực phẩm dùng nhà bếp các thứ này. Rồi các bác bóp nộm bóp gỏi dùng sử dụng nhà bếp rất tiện dụng luôn. Đấy, đi vào rất sạch sẽ và an toàn, hợp vệ sinh nhá. Đây thì trong hộp nó sẽ như này. Đấy, đi về các bóc ra các bác lấy các bác xài. Đó, dòng này thì cực kỳ là dẻo dai. Cái nó không như những con dòng bao tay thông thường ấy, là các bác đi là nó rất hay xù xù rồi rất là khó chịu, nó không ôm tay, nhưng con này đi rất ôm tay luôn. Đây em xin đi bác coi, mà nó co giãn cực kỳ tốt luôn nhá, co giãn rất thích. Đây đó, đi có nhìn này, bình thường này là những cái bao tay bình thường các bác mua xài ngoài là nó hay xù xù ra, đi rất khó chịu mà đi nó không thật tay, nhưng con này đi này rất ôm tay thật tay nhá, mà nó rất là co giãn. Đây con nhìn này, em kéo này, đó thấy không, nó rất là giãn luôn ạ, nó rất là giãn, nó không như những dòng bao tay thông thường đâu. Đấy, nó rất là giãn này, kéo thoải mái cho em đi. Đó đây, kéo này. Đó, kéo thoải mái, kéo mãi nó mới rách không nhá. Đó, rất ok. Nó rất là co giãn rất là tốt, đàn hồi tốt. Nói chung là cái ni lông của nó tốt ạ. Đấy, về các bác dùng để sử dụng nhà bếp này, mình bóp nộ bóp cỏ này rồi là sử dụng gia đình. Đấy, đi bao tay mỗi lần mình nấu ăn, nấu nước vào cho nó sạch sẽ an toàn nhá. Đấy, đỡ vi khuẩn vi khiếc rồi. Một hộp này là 100 chiếc nhá, 100 chiếc bao tay. 100 chiếc bao tay, giá của nó sẽ là 20k một hộp nhá. Đấy, 20k nhá, 20k một cái hộp bao tay thực phẩm nhá. Đó, rất là dẻo dai, dùng dẫn đi rất là thật tay luôn nhá. 20k một hộp bao tay thực phẩm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bịch khăn lau bát này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bịch khăn lau bát nhá. Bịch khăn lau bát là một bịch này là 10 chiếc nhá. Về các bác dùng nhà bếp này hoặc là các bác dùng gia đình nhà mình lau bát, lau bĩa, lau bàn, lau ghế, lau tất cả các loại món đồ nhà mình luôn, rất ok. Và khi nào mà lau xong thì mình có thể giặt đi và tái sử dụng mình nhiều lần nhá. Dòng khăn lau cực kỳ là thấm hút nước, rất là bông. Đấy, thấm hút nước đó, rất ok. Lau tay, lau bát đĩa, lau bàn ghế, lau đồ vật đồ đạc thì mình ok nhá. Một cái bịch này là 10 chiếc nhá, giá thì bình dân hạt rẻ thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn vải lau, khăn vải lau bát nhá. Đấy, khăn vải lau bát đĩa. Đấy, lau nhà bếp đó, lên mã em sẽ, cứ lên mã em sẽ là cái bịch khăn vải 10 chiếc nhá. Đấy, bịch khăn vải 10 chiếc lau bát đĩa, lau nhà bếp này. Giá của nó thì chỉ có 15k mình thôi. Đấy, lên mã em sẽ cái bịch khăn vải nhá. Khăn vải lau bát đĩa nhà bếp này. Giá của nó sẽ là 15k một bịch này. Một bịch là 10 triệu nhá, một bịch là 10 triệu. Đó, chỉ có 15.000 thôi. Đấy, dùng cực kỳ thích luôn và có thể tái sử dụng được nhiều lần nhá. Đấy, mỗi lần mà các bác dùng bẩn thì mình có thể giặt đi, phơi khô lại lần sau lại lau tiếp luôn nhá. 15k một bịch 10 triệu. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng ổ điện U3 của Thái này, cũng như là cái dòng dây sạc ba đầu nhá. Ổ điện U3 của Thái như cái dây sạc ba đầu đây. Ổ điện U3 của Thái nhá. Đấy, một ổ này thì sẽ gồm có là dây nguồn này, về các bác cắm trực tiếp nguồn 220 xài. Đi kèm cho bác là những cái ổ cắm này, và ở đây thì nó sẽ có ba cái cổng USB nhá, ba cổng USB. Và rất là hay là thiết kế cái này rất là hay là nó có một cái công tắc an toàn. Đó, công tắc an toàn nhá. Lúc nào mà các bác dùng là các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, tránh như chạm với của trẻ con này kia các thứ, là nó chẳng may là nó cứ cắm tay lên nó bị giật, thì các bác lúc nào không dùng thì mình tắt cái này đi, tắt cái công tắc này đi các bác sạc. Đấy, và nó có ba cổng USB để ví dụ các bác có thể cắm sạc điện thoại này, cắm cổng USB là ok. Đấy, còn đây là những cái cổng để các bác cắm điện bình thường nhá, rất là hợp lý luôn. Ở đây rất chắc chắn luôn, toàn bộ thì dòng ổ chất liệu nhựa chống va đập, chống cháy, chống vỡ cho em nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3 nhá. Ổ điện U3 của Thái nhá, ổ điện U3 của Thái. Ổ này thì giá chỉ có là đi 50k một ổ thôi, 50k một cái ổ điện U3 của Thái này. Đấy, 50k một ổ điện U3 của Thái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dây sạc ba đầu để về các bác sạc điện thoại này. Đấy, sạc tất cả các loại điện thoại nhà mình luôn nhá. Đấy, thì dòng dây sạc ba đầu bên em thì hiện tại đang gửi bác giá sẽ là 40.000 một dây nhá. 40.000 một cái sợi dây sạc ba đầu này. Dây này nó dài hơn mét nhá, khá là dài đấy các bạn. Và toàn bộ dây thì bên ngoài đều được bọc silicone chống cọp chống gãy nhá. Các bác mua cái dây này thì rất là bền rồi, không biết đến bây giờ mới hỏng luôn. Và những cái phần đầu nó này
toàn bộ là bo kim loại hết luôn nhá, rất chắc chắn này. Đây cả cái phần nhánh ra nó toàn bộ được bo kim loại luôn và làm bằng dòng silicon. Đây các bác cứ gập cho em thoải mái này, thả ra cá lại bình thường luôn. Đấy, nó chất liệu nó rất là bền bỉ luôn. Đấy, thì cổng vào của nó sẽ là cổng USB, thì các bác có thể mua cái cùng với cái U3 nhà này, các bác cắm vô đây. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm thì nó sẽ có đèn báo như này. Đấy, khi mà cắm sẽ đèn báo thì cái dây này sẽ có 3 đầu nhá, 3 đầu sạc này, một đầu chân Lightning cho iPhone này, hai đầu còn lại cho Samsung đời cũ và Samsung đời mới. Bây giờ Samsung mới thì nó dùng cái chân Type-C này, còn cái Samsung đời cũ thì nó dùng cái chân micro USB này. Đấy, thì nó sẽ có 3 đầu để các bác sạc hầu như là tất cả các loại điện thoại bây giờ. Đấy, từ Samsung này, Oppo này, iPhone này, Lenovo, rồi là tất cả các loại máy hiện tại, những cái dòng điện thoại thông minh rồi là đời mới đời cũ sạc được hết luôn nhá. Các bác mua cho em cái dây sạc này về. Thì cái dây sạc này hiện tại em đang bán với bác là giá của nó sẽ là 40k một dây, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc 3 đầu nhá. Đấy, dây sạc 3 đầu. Sạc 3 đầu. Giá của nó sẽ là đi 40k một dây, còn cái ổ điện U3 này thì đang có giá là 50.000 nhá. Thì các bác có thể mua theo combo cả ổ cả dây luôn, về mình xài luôn đây nè. Đấy, cả ổ cả dây là đây. Có cả ổ luôn, cả ổ cắm điện, cả cổng USB và đây là dây. Đấy, dây thì về các bác cắm xài điện thoại, điện đóm các thứ ok. Đấy, một combo này là cả dây cả ổ là 90.000 luôn. Còn mua nguyên ổ thì là 50.000, mua nguyên dây sạc không thì là 40.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái hộp tăm bông. Đấy, tăm bông để về các bác ngoái tai. Báo giá bác luôn, một hộp tăm bông này thì sẽ có là 200 chiếc với mức giá là 20k một hộp nhá. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông mà đây còn hai đầu luôn. Đấy, hộp này là hai đầu. Đấy, hai đầu. 20k một hộp nhá. 100% là chất liệu là bằng cốt tông nên các bác sử dụng rất là an toàn. Đấy, có diệt khuẩn các thứ đầy đủ hết luôn. Đó. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông, em sẽ bóc cho bác coi một hộp này. Một hộp này là 200 cái luôn, dùng thoải ra mái luôn. Đấy, về các bác xài thì xài cả 5 giờ hết luôn. Đấy, bác nào dùng ít xài cả 5. Đây, một hộp của nó này. Đấy, nó là dạng tăm bông hai đầu nhá, hai đầu. Đấy, một đầu nhọn và một cái đầu tù. Đó, rất ok luôn. Sạch sẽ, an toàn mà giá nó bình dân. Bình thường các bác mua những cái hộp mà 200 cái này ra quán hiệu thuốc các thứ là ít phải 30-40 nghìn hộp luôn. Ở bên em bán các bác chỉ có 20.000 thôi. Hộp tăm bông 200 cái nhá, hộp tăm bông 200 cái. Giá đang bán bác là 20k một hộp này. Đấy, một hộp này là 200 cái mà là hai đầu luôn. Đấy, hai đầu luôn nhá. 20k một hộp tăm bông 20 cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cây cưa gấp đen trắng. Đợt này thì em vẫn đang giảm giá xả kho cây cưa này. Giá của nó thì chỉ có 50.000 một cây thôi. Đấy, cưa gấp đen trắng nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng. Về các bác cưa cành, cưa cây sử dụng làm vườn làm tược rất ok luôn. 50.000 một cây nhá. Dòng cưa lưỡi kép và khi mà các bác xài các bác có thể gấp gọn vào, rất tiện cho việc mang đi mang lại. Đấy. Đây. Con này thì của thương hiệu Fugu. Đấy, Fugu Japan nhá. Dòng cưa lưỡi kép nhá. Đấy, cưa rất là ngọt luôn. Đấy, nó có những cái phần hở hạt bưởi này. Các bác cưa thì cái phần mùn nó sẽ đẩy qua những cái phần hạt bưởi này thì nó tạo cái rãnh cưa nó thoáng, cưa rất là nhanh. Phần tay cầm này đều được bọc cao su chống trơn trượt và cái tay cầm nó khá là dài. Các bác cầm khi mà các bác kéo, các bác giật cưa nó có lực nhá. Nó có lực thì khi mà các bác cưa nó cưa rất là nhanh, dễ cưa. Đó. Chiều dài lưỡi của cái dòng cưa này thì sẽ là 30cm. Đó, lưỡi dài là 30cm nhá, lưỡi dài 30cm. Và cái phần tay cầm nó rơi vào khoảng tầm 30cm nữa thì tổng chiều dài khi mà các bác duỗi ra thì nó rơi khoảng tầm hơn 60cm. Còn nếu các bác gập vào nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, gập vào nhỏ gọn là khoảng tầm 30cm thôi. Đấy, khá là nhỏ gọn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng nhá. Giá thì rất bình dân dễ mua. 50.000 một cây nhá. 50k một cây cưa gấp đen trắng nha. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món hàng với shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi 700. Ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu các bạn. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này.
made in Germany này. Đó, made in Germany luôn nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. À, 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy, 5 lớp luôn này. Đấy song to. Hàng này 5 đáy, 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này, đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó cũng đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này. Đấy một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đánh rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dặn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn các nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có rơi khoảng tầm 25 cm nhá, rơi khoảng tầm 25 cm. Đấy các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 bốn cái nồi này, bốn cái nồi có quay B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này. Bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái.